La Tân di chuyển một la đến trước giường của ông cụ đã chết 2 năm rưỡi, chỉ thấy anh giơ tay trái lên, sau đó thi triển pháp thuật gọi ra một cái kim sắt rỉ sét, cắm vào cơ thể của ông cụ đã chết theo hướng của ngón tay anh. La Tân chỉ đếm 3 con số, ông cụ lại thật sự sống lại. Lang Băm bên cạnh bước lên trước kiểm tra cơ thể của ông cụ, không ngờ ông cụ lại khỏe mạnh trở lại. Ngay sau đó Lang Băm quỳ xuống, xin La Tân nhận mình là học trò. Tào thiếu gia ở bên cạnh vẫn đang sỉ nhục La Tân. Lang Băm mắng Tào thiếu gia xong thì tiếp tục xin làm học trò của La Tân. Nào ngờ La Tân lại mỉa mai Lang Băm, không xứng làm học trò của anh. La Tân có thần thuật như vậy là vì anh là tiên nhân Côn Lôn. Anh chỉ tu luyện trên núi Côn Lôn trong 2 năm rưỡi, đã có thể dễ dàng đánh bại đòn đánh lén của ba sư phụ của anh. Nói rằng duyên trần của anh chưa, yêu cầu anh xuống núi kết thúc chuyện ở nhân gian. Sau đó đại sư phụ lấy ra một bức hôn thư ném cho La Tân, lại lấy ra chiếc thẻ hắc kim long trị giá 100 tỷ đưa anh. Nhị sư phụ lại lấy ra một con dao găm, chính là dao phi ngư được mệnh danh là binh khí lạnh hàng đầu thiên hạ. Tam sư phụ thấy vậy thì lấy ra một chiếc nhẫn là tín vật, tượng trưng cho thân phận điện chủ Long Điện. Đại sư phụ nói rằng La Tân có thể xuống núi. La Tân dịch chuyển tức thời xuống núi. Nào ngờ ngay sau đó cô gái xinh đẹp Diệp Khuynh Thành đâm vào anh và nói rằng sẽ cho La Tân 1 triệu tệ để anh đưa cô đi. Lúc này La Tân mới phát hiện ra phía sau có 4 tên đeo mặt nạ. Tên đeo mặt nạ cầm đầu thách thức La Tân. Diệp Khuynh Thành tốt bụng bảo La Tân đi trước, cô sẽ cầm chân họ. La Tân nhìn người đeo mặt nạ một cái, khinh miệt nói rằng loại người thấp kém này không xứng. Sau đó rút tiểu lý phi đao cắt đứt ít hầu của họ. Trước khi chết, đám người đeo mặt nạ còn tò mò về thân phận của La Tân. Đúng lúc La Tân vươn tay ra lấy lại dao găm, một chiếc xe Mercedes kiểu mới đỗ ở bên đường, có mấy người xuống xe đi về phía Diệp Khuynh Thành, muốn bắt La Tân đi. Diệp Khuynh Thành lập tức nói rằng La Tân là ân nhân cứu mạng cô và nói rõ thân phận của mình với La Tân. Sau đó cô tháo miếng ngọc bội trị giá 1 tỷ, được làm từ hàng ngọc ngàn năm. La Tân cầm ngọc bội và nói rằng anh có thể lấy vật này làm sinh lễ. Diệp Khuynh Thành nghe thấy, lập tức muốn đầu tư cho nhà họ Tần 10 tỷ. La Tân thấy Diệp Khuynh Thành hào phóng như vậy, liền nói anh sẽ giúp nhà họ Diệp một lần. La Tân quay đầu nhìn thấy tim của ông cụ chuyển đen, lập tức nói ông cụ bị bệnh. Thư ký ở bên cạnh nói rằng muốn cắt lưỡi La Tân. La Tân phớt lờ, tiếp tục nói tình hình sức khỏe của ông cụ, nếu không chữa trị ngay thì không sống nổi qua ngày hôm nay. Khốn kiếp, anh to gan thật, còn dám nói năng linh tinh, có tin tôi cho anh biết tay không? Người trẻ tuổi, nếu cậu không cứu Khuynh Thành, hôm nay tôi cho cậu nếm mùi khổ sở. Tôi đã nói lời nên nói rồi, tin hay không? Tùy mấy người, tôi còn có việc, tránh ra. Khuynh Thành, cậu cha này cử chỉ hoang đường, hành vi ngang ngược, có khi lại là quân cờ, kẻ địch cố ý cử đến đây. Ông cả nghĩ rồi, anh ấy có thể lập tức giết 4 cao thủ lớn. Nếu anh ấy muốn gây bất lợi cho cháu thật thì nhà họ Diệp không ngăn được đâu. Chuyện này, 4 gia tộc lớn lại cấu kết với nhau chèn ép nhà họ Diệp để được hợp tác với tập đoàn Hắc Kim. Bây giờ chúng ta tiến thoái lưỡng nan, toàn nhờ cháu chống đỡ. Khuynh Thành, hay là cháu suy nghĩ, lấy Liễu Thành đi. Ông biết 4 gia tộc lớn nghe lời sai khiến của Liễu Thành nên mới ra tay với nhà ta, cháu không lấy hắn đâu. Tạm thời không nói những chuyện này, hay là ông đến bệnh viện khám sức khỏe đi, không cần quan tâm, chỉ là một kẻ hoang tưởng, ăn nói bậy bạ thôi, không đủ. Ông làm sao thế? Không hay rồi, tim mạch của lão già yếu ớt, phải chữa trị ngay lập tức. Cái gì? Tim mạch của ông bị tổn hại, mạch tự yếu ớt, nếu không kịp thời chữa trị thì sẽ chết trong 1 ngày. Mau lên, đưa ông tôi đến bệnh viện gần nhất, mau lên. Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao? Đến nhà họ Tần, anh ấy nhất định có cách. Ngoài ra, đầu tư 20 tỷ cho nhà họ Tần. Tôi phải đích thân xin lỗi anh La. Vâng, La Tân, anh võ thuật tuyệt thế, y thuật cao cường, anh là thần thánh phương nào? Cô nói gì? Đây là quà mừng tập đoàn Tinh Hà gửi cho nhà họ Tần. Họ còn đầu tư 10 tỷ ở đại hội đầu tư vào buổi tối hôm nay. Đúng vậy, sếp Diệp đích thân dặn dò như vậy. Tôi đã mang quà mừng đến, tôi đi trước đây. Cô đi thong thả. Trời ơi, sếp Tần, sếp Diệp của tập đoàn Tinh Hà lại tặng nhiều quà như vậy cho chúng ta, còn đầu tư 10 tỷ cho nhà họ Tần. Đây là vinh dự lớn thế nào chứ? Nhà họ Tần là gia tộc nhỏ, có tư cách gì để họ coi trọng như vậy? Anh nói gì thế? Chắc chắn là Tào thiếu gia đưa lối bắc cầu ở phía sau. Nhà họ Tào là triệu phú lâu năm ở Hải Thành. Nghe nói họ còn có quan hệ với tập đoàn Hắc Kim. Bây giờ Tào thiếu gia đang theo đuổi Lam Lam nhà ta, tất nhiên là phải bỏ ra chút tiền rồi. Nhưng hôn ước của Lam Lam và nhà họ La, im miệng. Ngày vui thế này nhắc đến mấy người chết đó làm gì? Đừng nói nhà họ La đã bị diệt môn, cho dù là thời kỳ Hoàng Kim thì họ cũng không xứng với thân phận của con gái em bây giờ. Nhưng dù sao hôn ước cũng do chính tay ông cụ ký vào hôn ước. Hơn nữa nếu nhà họ La không giúp đỡ chúng ta thì nhà họ Tần sẽ bị diệt môn. Im miệng, nhà họ La có thể gánh chịu tai họa, mất mạng thay cho nhà họ Tần là vinh hạnh của họ. Có khi tai họa năm đó là do nhà họ La gây ra. Nếu không thì tại sao nhà họ Tần vẫn bình an vô sự suốt bao nhiêu năm nay chứ? Năm đó nếu ông cụ không cương quyết thì chỉ dựa vào một lão già tồi tệ của nhà họ La thì tên giúp vật kia có xứng ký hôn ước với chúng ta không? Bố mẹ yên tâm, cho dù thế nào con cũng không chấp nhận hôn ước này. Hay, sếp Tần, quản gia Trình nói khách mời đến gần hết rồi, chúng ta phải qua đó thôi.
Chào cậu, tôi là Trình Long, quản gia của tập đoàn Tần Thị. Xin hỏi cậu đến dự đại hội đầu tư lần này phải không? Tôi đến gặp vợ chưa cưới của tôi. Sếp Tần là người đẹp hàng đầu ở Hải Thành, sao có thể để mắt đến kẻ thấp kém như cậu chứ? Cậu cũng không nhìn xem mình là ai, có tài có đức gì? Danh con, cậu có thể ăn linh tinh, nhưng không được nói linh tinh. Nói linh tinh sẽ mất mạng đấy. Tôi có bằng chứng là hôn thư, đủ rồi. Tôi không biết cậu vào thế nào. Thấy cậu còn trẻ, tôi sẽ để cho cậu một con đường sống tự biến ra ngoài. Tôi sẽ coi như không xảy ra chuyện gì. Quản gia Trình được gọi là quỷ cước thất, là cao thủ võ đạo hàng đầu. Tên này lại chọc giận anh ấy. Bây giờ, không chết thì cũng tàn phế. Còn không mau quỳ xuống, xin lỗi Trình quản gia. Danh con, tôi hỏi cậu lần nữa. Cậu có biến không? Người phải biến đi là anh đấy. Chọc giận tôi. Anh gánh vác được không? Muốn chết. Lên cho tôi. Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng vô ích thôi, tôi phải khiến cậu trả giá cho sự lỗ mãng của cậu hôm nay. Dừng tay. Ồn ào gì thế, không biết hôm nay là ngày gì sao, còn không mau ra ngoài đi. Sếp Tần, thằng danh này làm loạn ở đây. Còn nói cô là vợ chưa cưới của cậu ta. Vợ chưa cưới? Anh là? Tôi tên là La Tân. Đây là hôn thư của hai nhà chúng ta. Đúng là nét chữ của ông cụ, tôi khinh. Hôn thư rác rưởi. Nhà họ La đã biến mất từ 15 năm trước rồi. Thằng danh này, không biết đến từ đâu. Hơn nữa, bây giờ con gái tôi có thân phận gì? Là ngôi sao mới của giới thương mại Hải Thành. Cậu chỉ là con chó mất nhà. Có xứng không? Chó mất nhà. Bà có biết, năm đó nếu nhà họ La không gánh chịu tai họa cho nhà họ thì bà không có cơ hội đứng ở đây nói chuyện với tôi đâu. Vớ vẩn. Ràng buộc đạo đức ở đây ít thôi. Chuyện năm đó rõ ràng là tai họa do nhà họ La tự gây ra, lại cứ muốn trách nhà họ Tần. Tôi thấy là nhà họ La không biết điều. Chọc giận, nhân vật có máu mà chết là đáng đời. Nói như vậy là nhà họ Tần không chấp nhận hôn ước này. Sao phải chấp nhận? Mọi người, vừa nãy tập đoàn Tần Thị nhận được thông báo, tập đoàn Tinh Hà sẽ đầu tư 10 tỷ cho tập đoàn Tần Thị. Cái gì? Tập đoàn Tinh Hà đầu tư 10 tỷ? Nhà họ Tần sắp đổi đời rồi sao? Sếp Tần đã được nhà họ Diệp coi trọng thì sẽ trở thành huyền thoại thương mại mới ở Hải Thành. Nghe thấy chưa? Sếp Tần sắp trở thành nữ hoàng thương mại thế hệ mới ở Hải Thành. Anh có xứng không? Chỉ đầu tư 1 tỷ. Nếu tôi muốn thì 100 tỷ, 1000 tỷ cũng không là gì. Hú chi Diệp Khuynh Thành đầu tư cho nhà họ Tần là vì tôi, vì anh. Ý của anh là tập đoàn Tinh Hà đầu tư cho tập đoàn Tần Thị là nể mặt anh? Đúng vậy. Hỗn xược, anh cũng không xem anh là cái thá gì. Anh mà cũng xứng để xếp Diệp làm việc cho anh. Cô có thể gọi cho Diệp Khuynh Thành hỏi là biết là thật hay giả. Đủ rồi La Tân, sao anh phải làm bậy ở đây chứ? Cô Diệp là người cao quý thế nào? Sao chúng ta lại có phương thức liên lạc của cô ấy chứ? Hôn ước này đã là thật thì nhà họ Tần sẽ không phủ nhận, nhưng hai chúng ta không thể kết hôn với nhau được. Đây là chi phiếu 5 triệu tệ. Cầm nó rồi rời khỏi đây. Hôn ước của chúng ta hết hiệu lực từ đây. Tính mạng của 72 người của nhà họ La có thể đổi bằng 5 triệu tệ này sao? Chê ít phải không? Vậy thì cậu đừng hòng có đồng nào. Mấy cái mạng rẻ tiền của nhà họ La có thể chết thay cho nhà họ Tần là vinh hạnh 8 đời của họ. Súc vật như cậu còn dám đến đòi tiền, cậu to gan thật. Bà chán sống rồi. Cái gì? Tập đoàn Tinh Hà muốn đầu tư thêm 1 tỷ nữa. Mẹ, tập đoàn Tinh Hà sẽ đầu tư 20 tỷ cho nhà ta. 2 tỷ. Trời ơi, cuối cùng nhà họ Tần cũng phất lên rồi. Cuối cùng nhà họ Tần cũng được hưởng phú quý lớn lao này rồi. Có 20 tỷ này, nhà họ Tần cũng được coi là đẳng cấp ở Hải Thành rồi. Đúng vậy, La Tân, không phải nhà họ Tần hủy bỏ hôn ước. Cậu cũng nhìn thấy rồi, Lam Lam nhà tôi xuất sắc thế này. Cậu và cô ấy không hợp nhau. Bây giờ, anh còn lời gì để nói không? Tất cả chúng tôi đều đang nhìn ở đây. Chẳng lẽ anh báo mộng cho cô Diệp để cô ấy đầu tư thêm? Đầu tư thêm 1 tỷ. Diệp Khuynh Thành là người quả quyết. Thảo nào còn trẻ tuổi mà có dẫn dắt nhà họ Diệp chống lại 4 gia tộc lớn. Danh con, nhà họ Tần được đầu tư 20 tỷ. Nhất định sẽ thăng tiến vượt bậc. Lam Lam nhà tôi sẽ là trở thành viên ngọc quý sáng nhất tỉnh Nam. Nó chỉ có thể gả cho Cửu Thiên Chân Long, mà không phải con chó mất nhà như cậu. Cậu tưởng cậu có thân phận cao quý không với tới được. Thật à? Mà ngay cả đại tiểu thư của nhà họ Diệp ở tỉnh Nam cũng phải khom lưng cúi đầu. Nghe lời cậu răm rắp à? Loại người như bà không suy đoán được thân phận của tôi đâu. Đừng nói nữa. Diệp đại tiểu thư là thần tượng của tôi không cho phép ai hạ thấp cô ấy trước mặt tôi.
Nếu anh thấy 5 triệu tệ vẫn chưa đủ, thì tôi có thể cho anh thêm 5 triệu tệ nữa. Tôi khuyên cậu, cầm số tiền này. Ngoan ngoãn biến đi cho tôi. Đừng nói chuyện nhà họ La bị diệt môn. Không liên quan đến nhà họ Tần. Cho dù có liên quan, thì số tiền này cũng đủ để mua những cái mạng rẻ tiền đó rồi. Nhà họ Tần được lắm. Tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Đã vậy thì, mấy người đừng hòng có được khoản đầu tư 20 tỷ đó nữa, đặc sắc. Đúng là đặc sắc. Lừa đảo tao gặp nhiều rồi. Nhưng đây là lần đầu tao gặp kẻ lừa đảo mặt dày thế này. Tào thiếu gia, cậu đến rồi. Nhà họ Diệp đầu tư cho nhà họ Tần. Là cậu ở phía sau giúp đỡ phải không? Danh con, nhà họ Tần có được khoản đầu tư tiền tỷ của nhà họ Diệp. Rõ ràng là nhà họ Tào. Đưa lối bắc cầu ở phía sau, mày có tư cách gì thu hồi? Tào thiếu gia, anh không biết rồi, người này tên là La Tân, là trẻ mồ côi của nhà họ La, cầm một tờ hôn thư, mà ảo tưởng kết hôn với sếp Tần. Anh ta cũng không xem. Anh ta xứng không? Nhà họ La còn con. Khoan nói đến chuyện nhà họ Tần được. Nhà họ Diệp đầu tư 20 là nhiều quan hệ của nhà họ Tào, không liên quan gì đến mày. Chỉ nói đến chuyện đến nhà gái cầu hôn, mày còn không mang xin lễ đàng hoàng đến. Mày muốn nhà họ Tần xấu mặt trước nhiều nhà quyền quý. Ở Hải Thành sao, ai nói tôi cháo ngược không mang xin lễ? Miếng hàn ngọc ngàn năm này là xin lễ của tôi, hàn ngọc ngàn năm. Đây là bảo bối vô giá trong lời đồn đấy. Bác gái, bác đừng để kẻ xấu này lừa gạt. Hàn ngọc ngàn năm, cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ đắt đỏ. Theo cháu được biết, cả tỉnh Nam chỉ có phủ tổng đốc là có một miếng. 3 ngày trước đại tiểu thư nhà họ Diệp đã mua nó với giá cao rồi. Có phải mày ăn trộm hàn ngọc ngàn năm của Diệp đại tiểu thư không đấy? Trộm. Diệp Khuynh Thành xin tôi nhận nó đấy. Kẻ xa cơ lỡ vận dựa vào tổ tiên kiếm ăn qua ngày, còn không có tư cách xách dép cho Diệp đại tiểu thư, còn dám nói cô ấy cầu xin anh, tôi chịu nhận. Là vinh hạnh của cô ấy, im miệng. La Tân, vốn dĩ tôi tưởng anh chỉ thiếu hiểu biết, không ngờ anh còn là kẻ ngông cuồng, không biết tôn ti trật tự, không biết lễ nghĩa. Diệp đại tiểu thư là người, ngay cả tôi cũng chỉ có thể ngước nhìn. Anh có tài có đức gì mà dám chê cười cô ấy? Đúng vậy, Diệp đại tiểu thư là người không thể sỉ nhục. Tôi thấy cậu thật sự chán sống rồi, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Một cô gái bình thường mà cũng được mấy người coi là thần linh, đúng là nực cười. Hừ, một cô gái bình thường, mày có biết đắc tội với Diệp đại tiểu thư tức là đối đầu với cả tập đoàn Tinh Hà, đối đầu với cả nhà họ Diệp không? Bây giờ mày lập tức quỳ xuống, dập đầu 3 cái về hướng nhà họ Diệp, tao có thể suy nghĩ tha mạng cho mày. Bảo tôi quỳ xuống, chỉ sợ Diệp Khuynh Thành không nhận được thôi. Đủ rồi La Tân, hôm nay anh mang hôn thư đến, tôi không nên so đo với anh, nhưng anh không nên chê cười Diệp đại tiểu thư ở đây. Chuyện này tôi quyết không nhẫn nhịn. Hôm nay tôi tuyên bố trước mặt tất cả người quyền quý ở Hải Thành, hôn ước của tôi và anh hết hiệu lực từ đây. Nhìn thấy chưa, ngay cả ông trời cũng đang chúc mừng, không chịu được bộ mặt uy hiếp người khác này của anh. Đúng vậy. Hừ, tôi thấy có khi năm đó nhà họ La đã dùng mưu kế gì hại nhà họ Tần tôi ký kết khế ước chó chết kia. Không ngờ ông trời có mắt, khiến nhà cậu bị tiêu diệt toàn bộ. Đáng đời. La Tân, từ bây giờ hôn ước của hai nhà bị hủy bỏ, anh không còn liên quan gì tới nhà họ Tần nữa, anh cũng không còn tư cách đứng ở đây. Anh đi đi. Đúng vậy, mau cút ra ngoài, đừng làm bẩn mắt của mọi người ở đây. Cút ra ngoài, cút ra ngoài, cút đi, cút đi. Quỳ xuống xin lỗi rồi cút ra ngoài từ sớm là xong chuyện. Cứ rồi, cứ phải để đến mức như bây giờ bị người ta đuổi ra ngoài như chó mới chịu. Được. Tần Lam, cô tự xé hôn thư, mong cô đừng hối hận. Diệp Khuynh Thành, lập tức tới tập đoàn Tần Thị đón tôi, cho cô 3 phút. Cái gì? Gọi Diệp đại tiểu thư tới đón mày hả? Mày bị ngu lâu quá chưa được chữa khỏi hả? Hả? Tưởng mình là thiếu gia nhà họ La thật à? Đúng đấy. Chưa bàn đến việc anh có thể liên lạc được với Diệp đại tiểu thư hay không, chỉ dựa vào mấy câu anh mới nói. Dù cô Diệp đến thật, chuyện đầu tiên cô ấy làm sẽ là chặt tay chân của anh, rút lưỡi của anh. Được. Tôi đứng đây đợi. Tôi xem cô ấy chặt tay chân tôi thế nào. Thằng danh, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ. Chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi, tao có thể đứng ra quyết định. Chỉ đánh gãy 2 chân mày thôi, giữ mạng chó cho mày, để mày cút về núi. Tào thiếu gia, đâu cần phải nói nhiều với loại người này, chẳng bằng vứt anh ta ra ngoài, để anh ta biết thế nào là không được sỉ nhục hào môn, để anh ta biết đắc tội với Diệp đại tiểu thư, đắc tội với hào môn tỉnh Nam có hậu quả gì. Quản gia Trình, còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Danh con, tôi xem lần này ai cứu được cậu. Chết đi cho tôi. Tổng giám đốc điều hành toàn cầu của tập đoàn Tinh Hà, Diệp Khuynh Thành tới. Lam Lam, Diệp đại tiểu thư đích thân tới tiệc của nhà họ Tần mình.
thật là phúc đức mấy đời của nhà mình. Còn phải cảm ơn Tào thiếu gia, nếu không nhờ anh ấy, tập đoàn Tần thị chúng ta đâu có cơ hội này. Cảm ơn Tào thiếu gia. Xem ra nhân vật lớn sau lưng nhà họ Tần sâu không thể dò, kẻ đó còn sai khiến được cả nhà họ Diệp nữa, mình phải nhân cơ hội này tán được Tần Lam. Lam Lam, yên tâm đi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Danh con, Diệp đại tiểu thư tới rồi, còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi, người chết sẽ chỉ là mày thôi. Chào mừng Diệp đại tiểu thư. Diệp đại tiểu thư, tôi là Tào Thiếu Kiệt của nhà họ Tào. Sếp Diệp, tôi là Tần Lam của nhà họ Tần. Cảm ơn cô đã đầu tư 2 tỷ cho tập đoàn Tần thị, tôi không tới vì chuyện này. Anh ấy đâu rồi? Ai? Tôi hiểu rồi, Diệp đại tiểu thư, cô tới vì tên ăn trộm đã thó mất ngọc bội của cô đúng không? Thì ra là vậy. Thằng khốn này không những trộm mất ngọc bội của sếp Diệp, mà còn đem tới đại hội đầu tư tập đoàn Tần thị. Phải trừng trị để răn đe người khác, trừng trị. Anh ấy không phải con rể của nhà họ Tần. Không có chuyện này, một thằng người rừng như cậu ta sao xứng được với con gái rượu của nhà họ Tần tôi được. Vừa nãy cậu ta sỉ nhục cô mấy lần, bọn tôi không đánh chết cậu ta là may rồi, sao có thể cho cậu ta vào nhà họ Tần được. Đúng, đúng, sếp Tần đã xé hôn thư trước mặt tất cả quyền quý ở đây rồi. Từ nay về sau, sếp Tần không còn liên quan gì tới anh ta. Ồ, La Tân, còn không mau cút lại nhận sai đi. Diệp Khuynh Thành, cô tới muộn rồi, to gan, dám gọi thẳng tên của đại tiểu thư. Người đâu, đánh gãy chân của thằng chó này cho tôi. Đại tiểu thư, hỗ sược. Diệp Khuynh Thành của tập đoàn Tinh Hà có mắt không tròng, sơ suất với tiên sinh, mong La tiên sinh thứ tội, đứng lên đi. Dạ, Diệp đại tiểu thư, có phải cô nhầm rồi không? Một thằng người rừng như cậu ta, sao cô lại cúi chào với cậu ta? Bà đang dạy tôi làm việc à? Không dám. Một lũ có mắt không tròng, cũng dám suy đoán thân phận của La tiên sinh hả? Nhà họ Tần các người đã không liên quan gì tới La tiên sinh nữa, thì hủy khoản đầu tư 20 tỷ trước đó đi. Sếp Diệp, vì sao vậy? Các người nhiều lần khiến ân nhân cứu mạng của tôi bẽ mặt, còn muốn tôi đầu tư cho các người, nực cười quá vậy. Nếu tối nay tôi không có việc gấp, thì nhà họ Tần các người cũng không cần tồn tại nữa đâu. Sao cơ? Anh ta là ân nhân cứu mạng của cô à? Nói không chừng khoản đầu tư 20 tỷ của tập đoàn Tinh Hà thật sự có liên quan tới anh ta. Sếp Tần, vừa nãy chúng ta sỉ nhục La Tân như vậy, cô Diệp sẽ không trả thù chúng ta thật chứ? Ôi chao, toàn là người nhà mình cả, chỉ có chút xích mích thôi. Cô Diệp, cô hiểu lầm rồi. Vừa nãy La Tân với Lam Lam nhà tôi chỉ cãi nhau thôi, cô đừng hiểu lầm nhé, nhé. Lam Lam, mau xin lỗi La Tân đi, bảo con xin lỗi anh ta hả? Không thì sao, con muốn 20 tỷ bay mất hả? La Tân, xin lỗi. Nói to lên, vừa nãy cô quát hủy hôn thế nào, thì bây giờ nói to như thế đi. La Tân, xin lỗi, tôi đã cho cô cơ hội rồi, hôn thư cũng do cô tự xé. Hôm nay, đứng trước mặt tất cả mọi người, tôi tuyên bố, từ nay về sau, tôi với nhà họ Tần không còn liên quan gì, chúng ta đi thôi. Đừng đi mà Tiểu La, nhà họ La với nhà họ Tần có hôn ước mà, cậu phải cứu nhà tôi với. Lam Lam, biết sai rồi mà. Cậu, cậu nói với Diệp đại tiểu thư kia một tiếng, vẫn đầu tư 20 tỷ, cho nhà tôi đi. Một con chó mất nhà như tôi, người rừng ăn mày, tôi đâu có tiếng nói đến vậy. Bà hỏi ý của Tào thiếu gia đi. Nhà họ Tần lại đắc tội với Diệp Khuynh Thành, mất luôn khoản đầu tư 20 tỷ. Bây giờ mà theo cùng bọn họ, khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Diệp đại tiểu thư, La Tân tiên sinh, lúc trước tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, tôi xin lỗi hai người, từ bây giờ nhà họ Tào tôi cắt hết mọi hợp tác với nhà họ Tần, đến khi anh tha thứ cho nhà họ Tần mới thôi. Tào thiếu gia, anh, nhà họ Trương tôi cũng cắt hết mọi hợp tác với nhà họ Tần, nhà họ Giang tôi cũng vậy, chúng tôi cũng vậy. Sao các người làm vậy được? Ôi, làm sao bây giờ? Đã nói rồi, anh bảo em đừng tuyệt tình vậy, bây giờ thì hay rồi, nhà họ Tần sắp tèo rồi, to rồi, lần này thì toi hẳn rồi. Tần Lam, người ưu tú bậc nhất ở ngay trước mặt mà cô không biết, tôi khuyên cô mau rời khỏi giới thương mại đi, nếu không nhà họ Tần dù hôm nay né được họa diệt tộc thì ngày sau cũng sẽ rơi xuống vực thẳm vì cô. La Tân, hai nhà chúng ta trước đây thân thiết với nhau mà, cậu cứu nhà tôi với, cứu nhà tôi với được không? Buông ra, tôi còn có việc. Tào Thiếu Kiệt, trả ngọc bội cho tôi. Ngọc bội? Được, bây giờ tao trả cho mày, mày nhận đi này. Tào Thiếu Kiệt, anh chán sống à? Tào thiếu gia, đây là hàng ngọc ngàn năm của sếp Diệp đấy, sao anh lại đập nó vậy? Đúng vậy, cậu không sợ Diệp đại tiểu thư trách tội hả? Hứ, một miếng ngọc giả thôi, đập thì đập thôi, hơn nữa thân phận của Diệp đại tiểu thư này cũng là giả đấy. Cái gì? Giả hả? Đúng vậy, tôi vừa nhận được tin Diệp lão gia ngã bệnh nặng, đang tìm thần y khắp nơi. Chúng ta đều biết Diệp đại tiểu thư hiếu thuận nhất, sao lúc này có thể tới đây chống lưng cho thằng ăn hại này được chứ? Cái gì? Dám giả mạo cả Diệp đại tiểu thư hả? Gan của hai người này lớn quá rồi đấy. La Tân, anh đã tính toán cả rồi đúng không? Anh đã biết trước tôi sẽ không đồng ý chuyện kết hôn, nên cố tình thuê cô ta tới diễn kịch với anh,
mục đích là để khiến nhà họ Tần tôi mất hết mặt mũi, bẽ mặt trước mặt quyền quý cả Hải Thành. Còn suýt chút nữa làm hỏng tình cảm của tao với Lam Lam, đúng là tội đáng muôn chết. Hỗn láo, dám sỉ nhục La tiên sinh. Ngu lâu rốt dài khó đào tạo. Mình đi thôi. Đi hả? Tao thấy mày muốn chuồn thì có. La tiên sinh, bọn họ đập vỡ Hà Ngọc ngàn năm, còn sỉ nhục anh trước mặt tôi. Không chút cục tức này, sau này Diệp Khuynh thành tôi, sao mà trấn áp được Lâu La ở tỉnh Nam, không nhìn ra đó. Con nhóc nhà cô cũng thủ dai thật. Tôi thích. Người đẹp. Tôi thấy thân hình, nhan sắc của cô đều là cực phẩm, sao lại tới đâm đầu vào chỗ chết với thằng ân hại này vậy? Các vị, tôi còn nhận được một tin nữa. Tổng đốc tỉnh Nam đang trên đường tới đây. Cái gì? Tổng đốc tỉnh Nam sao? Đúng vậy, Tổng đốc Tề. Không chỉ là đỉnh cao quyền lực của tỉnh Nam, mà còn là hội trưởng của Hiệp hội Giám định Bảo vật, lại còn là khách quý của tập đoàn Tinh Hà. Đợi ông ấy tới, thì không chỉ có thể vạch trần thân phận của Diệp đại tiểu thư này, mà sự thật về miếng Hàn Ngọc nghìn năm này cũng sẽ được phơi bày thôi. Anh có biết, dù Tề Trấn Hải anh nói tới đây, kẻ bị trừng phạt cũng sẽ chỉ là các người không hỗn láo. Mày có biết, chỉ dựa vào câu nói này của mày, thì dù tao có giết mày luôn, thì cả tỉnh Nam cũng không ai dám kêu oan cho mày không? Anh mà dám động đến một cọng tóc của La tiên sinh, tôi sẽ diệt tận gốc nhà họ Tào anh, không giữ một mống nào. Con khốn, cô hù dọa ai đấy? Người đâu, bắt bọn chúng lại cho tôi, đợi tổng đốc tới phạt tôi xem ai dám. La Tân, những chuyện anh làm hôm nay chết cũng không chuộc hết tội, nhưng nể tình hai nhà từng qua lại thân thiết, nếu bây giờ anh quỳ xuống xin tha, tôi có thể đảm bảo tha chết cho anh, chỉ phạt nhẹ để dân đe không biết đúng sai. Anh Lam Lam, con nhiều lời với cậu ta làm gì? Một con ếch ngồi đáy giếng như cậu ta hoàn toàn không biết chuyện bây giờ đã phát triển tới mức độ nào rồi. Sỉ nhục La tiên sinh trước mặt tôi hết lần này tới lần khác, nhà họ Tần bà muốn chết thật à? Tào thiếu gia nói không sai, cô diễn sâu thật đấy. Thằng danh này cho cô bao nhiêu tiền mà cô nhập vai sâu vậy? Hỗ xược, còn ăn nói sằng bệnh thì sao hôm nay Hải Thành không còn nhà họ Tần nữa đâu? Làm màu gì chứ? Cậu ta chỉ là một thằng nhà quê, diễn viên cậu ta bỏ tiền thuê về. Cô tưởng là đại tiểu thư thật à? Hải Thành không còn nhà họ Tần hả? Ha ha ha, nực cười quá đi mất. Lát nữa, đợi tổng đốc đại nhân tới, sẽ không còn chỗ cho đám các người đứng nữa đâu. Mới là sự thật. Đúng đấy, là giả thì vĩnh viễn không thể thành thật. Tôi khuyên các người, mau quỳ xuống xin tha. Biết đâu tiểu thư nhà tôi vui, sẽ chôn hai người cùng một chỗ, bảo tôi quỳ xuống xin tha hả? Các người xứng chắc. Ngông cuồng, cậu đã muốn chết đến vậy, thì tôi cho cậu tọa nguyện đánh gãy xương cậu ta. Tôi muốn xem thử xương của cậu ta có cứng như miệng của cậu ta không. Tổng đốc tỉnh Nam Tề Trấn Hải tới. Tổng đốc Tề tới rồi, chúng ta qua chào hỏi đi. Được được. La Tân, tổng đốc Tề đã đến. Những lời nói dối của anh sắp bị vạch trần rồi, bây giờ tốt nhất là anh nên quỳ xuống nhận sai, nếu không lát nữa anh sẽ chết thảm hại. Tần Nam, có ai nói với cô chưa? Bộ dạng tự cho mình là đúng của cô thật ngu ngốc. Hay lắm, nếu anh nhất quyết muốn chết, thế thì đừng trách tôi. Chào tổng đốc Tề. Anh là? Vãn bối là Tào Thiếu Kiệt Tào gia ở Hải Thành, từng có lần dự tiệc với bố tôi, có vinh dự được mời ông một ly. Tổng đốc Tề đến thăm Tần thị, Tần Lam cảm thấy rất vinh dự. Cô Tần khách sáo rồi. Lần này tôi tới, đầu tiên chúc mừng tập đoàn Tần thị huy động vốn thành công, hai là chúc mừng Tần gia có chàng rể tuyệt vời, từ nay rồng dưới vực sâu bay lên 9 tầng trời. Đây là thư mời tham dự hội nghị đấu thầu của tập đoàn Hắc Kim ngày mai. Đây là quà chúc mừng của tôi, cũng mong cô Tần nhận lấy. Thư mời tham dự hội nghị đấu thầu của tập đoàn Hắc Kim. Tập đoàn Hắc Kim là tập đoàn tài chính số 1 thế giới, vừa vào Nam tỉnh. Nghe nói tứ đại gia tộc vì đại hội này đánh nhau vỡ đầu, cuối cùng Diệp gia thắng. Diệp gia cũng vì vậy mà ngồi chắc vị trí gia tộc đứng đầu Nam tỉnh. Tần gia chúng ta có thể được tập đoàn Hắc Kim nhìn chúng, ôi thật là tổ tiên phù hộ. Ha ha, cảm ơn tổng đốc Tề, Tần Lam sẽ không phụ mọi người. Tần Lam, còn không mau mời tổng đốc Tề vào. Đây là cái gì? Tổng đốc Tề, chỉ là một đống rác rưởi thôi, ông không cần bận tâm. Rác rưởi? Đúng thế, đây chỉ là đồ hỏng tôi đã đập tan tành thôi, rất bình thường. Người đâu, dọn dẹp chỗ này đi. Ngu dốt. Tổng đốc Tề, ông đang làm gì vậy? Đây chỉ là một ngọc bội bình thường, sao ông phải tức giận như thế? Bình thường? Vâng, ngọc bội nát này có đáng bao nhiêu tiền cũng không phải bảo vật gì. Tôi biết tổng đốc Tề luôn có lòng yêu thích bảo vật, nhưng mà thứ phế phẩm này không đáng. Anh thì biết cái gì? Anh có biết đây là gì không? Lẽ nào đây là bảo vật? Tổng đốc Tề, bớt giận. Lý do Tào thiếu gia làm vỡ ngọc bội này cũng là vì tôi, xin ông đừng trách anh ấy. Ồ,
lẽ nào còn có người dám gây sự trong tiệc của cô Tần sao? Nói ra đi, ông đây có thể làm chủ giúp cô. Tổng đốc Tề, ông không biết, ban nãy có hai người xông vào hội nghị, gây rối trật tự, còn ở trước mặt mọi người nói khiến ông cúi đầu xưng thần, khốn nạn, ai mà lớn gan lớn mật thế? Là tôi. Tổng đốc Tề, là người này, dựa vào một tờ hôn thư đến tận cửa khiêu khích, sau khi bị cô Tần xé nát, còn gây rối trật tự ở đây. Ông phải trừng phạt người này thật nặng. Cái gì? Hôn thư bị cô xé nát? Vâng, đây chỉ là lời nói đùa giữa trưởng bối hai nhà thôi, không phải thật. Hơn nữa, Tần Lam hiện đang tập trung sự nghiệp, không có thời gian cho chuyện yêu đương. Đúng thế, đã xé từ sớm rồi. Hay, làm tốt lắm. Hừm, tên nhãi. Tổng đốc tức giận, xác chết hàng triệu, anh bây giờ mau quỳ xuống, nhận cái chết đi. Tổng đốc Tề, đám hạ đẳng này, mau đuổi ra ngoài, chẳng đáng tức giận. Về ngọc bội này, cho dù đáng giá, cũng chỉ là một món đồ, nếu ông thích, tôi sẽ mua thêm hai chiếc nữa, gửi đến phủ ông. Được được. Tôi còn tưởng Tần Lam cô có năng lực thế nào, không ngờ, cũng là kẻ có mắt không tròng. Tổng đốc Tề, ý của ông là gì? Chẳng lẽ, đây thật sự là bảo vật gì đó, bảo vật vô song, ở ngay trước mặt mà không biết. Tần Lam, tự lo cho mình đi. Chuyện này là thế nào? Tổng đốc Tề, sao lại tức giận như vậy? Lẽ nào? Thật sự là thiên niên hàn ngọc sao? Bệnh của ông nội không thể trì hoãn. Chúng ta đi thôi. Vâng, anh yên tâm. Chuyện ở đây, tôi chắc chắn sẽ lo liệu ổn thỏa. Tào thiếu gia, lẽ nào? Đây thật sự là thiên niên hàn ngọc sao? Chúng ta đã đập vỡ một bảo vật vô giá. Tổng đốc Tề, chắc hẳn rất tức giận vì chuyện này. Không thể nào, trước khi Tổng đốc Tề đi, không hề nói rằng đây là thiên niên hàn ngọc. Theo tôi thấy, ngọc bội này có quý, cũng chỉ đáng giá nhiều tiền, không thể là thiên niên hàn ngọc được. Lý do khiến Tổng đốc Tề tức giận, có lẽ là vì yêu thích bảo vật. Ông ấy nổi tiếng là người yêu bảo vật như mạng, ghét nhất là thấy bảo vật bị tổn hại. Đúng, nhưng đã đắc tội Tổng đốc Tề, e rằng tập đoàn Tinh Hà sẽ không có ấn tượng tốt với chúng ta. Khoản vốn đầu tư 20 tỷ này, sợ khó lấy được. Lam Lam, hôm nay gia chủ Diệp gia bệnh nặng, mà Tào gia anh tình cờ quen biết thần y hoa của thần y môn. Nếu mời được thần y hoa của thần y môn tới chữa trị cho gia chủ Diệp gia, chuyện đầu tư vốn chắc chắn sẽ thành công. Ôi, Tào thiếu gia, cậu có thể mời được thần y hoa sao? Mặt mũi của cậu cũng thật lớn quá. Bác gái, khách sáo, nếu lấy được 20 tỷ đầu tư, thêm việc tham dự hội nghị đấu thầu ngày mai, tương lai Tần gia thật rộng mở. Tào thiếu gia, cảm ơn anh, giữa hai chúng ta còn cần khách sáo vậy ư? Đi, bây giờ đi mời thần y hoa. Vâng. Bố, ông nội thế nào rồi? Bác sĩ Phương đang cấp cứu, nhưng mà sợ là lành ít dữ nhiều. Đây là ân nhân cứu mạng của con. La tiên sinh, con đặc biệt mời tôi chữa bệnh cho ông tôi. La tiên sinh, ông nội tôi xin nhờ cậy vào anh, yên tâm đi. Người tôi muốn cứu, cho dù là Diêm Vương cũng phải nhường đường, nhưng sau khi chữa xong còn cần Sen Tuyết nghìn năm làm thuốc giúp ông ấy bồi bổ sức khỏe. Sen Tuyết nghìn năm, bây giờ tôi đi tìm. Được. Bác sĩ Phương, sao rồi? Anh Diệp, tôi đã cố gắng hết sức. Bác sĩ Phương, anh phải nghĩ cách, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho bố tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện. Anh Diệp, nén đau thương. Bố tỉnh dậy đi. Ba hồn không tổn hại, bảy vía chưa tách ra, người vẫn có thể cứu. Anh khóc cái gì? Vâng, vâng, La tiên sinh, chỉ cần anh có thể cứu bố tôi, Diệp gia tôi nhất định sẽ báo đáp. Không cần phải báo đáp, nhưng mà anh phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tinh thần. Suy tim, gần đất xa trời, nếu muốn ông lão sống sót trở lại, buộc phải chết trước sau đó sống lại. Kim châm độ hồn. Dừng tay. Ai cho anh chữa trị cho ông nội tôi? Tu Nhi, con có ý gì? Bố đừng để anh ta lừa, anh ta không phải thánh y gì. Gia chủ Diệp gia có điều không biết, tên nhãi này là một người kẻ ăn xin, vừa chạy từ núi xuống, chỉ biết gian dối lừa gạt. Vừa nãy tại hội nghị tài chính của Tần gia đã bị chúng tôi vạch trần rồi, lại chạy đến đây khoe khoang lừa bịp ta. Các người đúng thật là âm hồn bất tán. Gì cơ? Bố, vị này là bác sĩ Tào Thiếu Kiệt, và Tần Lan mời tới chữa bệnh cho ông, chủ môn của thần y môn Hoa thần y, thần y môn, là người từng được tiên nhân chỉ điểm, được mệnh danh là đỉnh cao y thuật thế giới. Hoa thần y, đúng thế, Hoa thần y từng được một tiên nhân dưới chân núi Côn Lôn chỉ điểm, y thuật của ông ấy đã đạt đến đỉnh cao. Nghe nói Diệp gia chủ bệnh nặng, hai nhà Tần Tào chúng tôi đặc biệt mời ông ấy tới chữa bệnh cho Diệp gia chủ ta. Vậy thì tốt quá rồi, có hai vị Diệp gia được cứu rồi. Nếu như hai vị có thể chữa cho bố tôi, Diệp gia tôi cực kỳ biết ơn. Mong Hoa thần y ra tay cứu ông tôi chỉ là bệnh nhỏ trong tầm tay tôi. Tên nhãi, sao còn đứng đó làm gì, nhanh chóng đi ra.
La Tân, đừng cản đường Hoa Thần Y đang cố gắng cứu người. Bệnh nhỏ. Bệnh của ông Diệp đã ngấm vào xương tủy rồi, nếu còn dám trì hoãn thêm, thần tiên cũng chẳng cứu nổi. Anh mà cũng xứng đứng trước mặt lão đây. Nói chuyện y thuật. Tránh ra. Anh Diệp yên tâm. Ông lão chỉ bị nhiễm lạnh, chỉ cần châm cứu, loại bỏ khí lạnh khỏi cơ thể, một lát sau sẽ khỏi bệnh. Tên nhãi. Bây giờ lão đây sẽ cho cậu biết cái gì gọi là y thuật thực sự. Dừng tay. Nhát kim này sẽ khiến ông Diệp chết ngay tại chỗ. Ý anh là gì? Chứng suy tim. Để tay gà mờ như ông châm quỷ hoa thập tam vào huyệt thiên lĩnh, chỉ khiến máu chảy ngược, nguyên khí tiêu tan, chết ngay tại chỗ. Anh thực sự biết quỷ hoa thập tam châm? Tôi không những biết quỷ hoa thập tam châm này, tôi còn biết phương pháp này không thể chữa khỏi bệnh suy tim. Ngông cuồng. Phương pháp này của tôi được tiên nhân truyền lại. Nếu tôi còn không cứu được ông Diệp, trên đời này còn ai có thể cứu được ông ấy? Lẽ nào là anh à? Tên nhãi, còn dám quấy rầy Hoa Thần Y châm cứu, đừng trách tôi thô lỗ. Từ lâu đã nghe nói Hoa gia dùng bí quyết quỷ hoa thập tam châm khiến người chết sống lại, cải tử hoàn sinh. Hôm nay Hoa Thần Y dùng phương pháp này, bố tôi chắc chắn sẽ được cứu. Mời tên nhãi xem tôi châm cứu, cứu ông Diệp như thế nào. Cây kim này đâm sâu hơn sẽ làm tổn thương thần kinh của bệnh nhân, khiến bệnh nhân miệng lưỡi tê cứng. Anh im miệng cho tôi. Đâm thêm một chút nữa, bệnh nhân sẽ bị ứ khí tụ máu, hoa mắt chóng mặt. Ôi, con người này, tao bảo mày im, mày không nghe thấy hả? Ta, La Tân, anh im đi được không? La Tân à, nếu anh còn dám làm ảnh hưởng Hoa Thần Y cứu người, đừng trách tôi thô lỗ với anh. Còn không tìm thấy huyệt vị, ông học kiểu gì vậy? Quỳ hoa thập tam châm. Tên nhãi, từ nãy tới giờ anh liên tục ăn nói linh tinh, làm phiền Hoa Thần Y chữa bệnh. Tôi nhịn anh quá đủ rồi, ăn nói linh tinh. Vậy anh tự hỏi ông ta xem, quỳ hoa thập tam châm này có thật sự hiệu quả không? Phương pháp bàn nãy có sai sót gì không? Nếu tôi thực sự ăn nói linh tinh, vậy sao giờ ông ta lại luôn cố thế? Anh nói nhảm. Tên nhãi con, nếu không phải anh liên tục làm nhảm, tôi có bị ảnh hưởng không? Điều trị bệnh nhân cần môi trường yên tĩnh, hiểu chưa? Đúng thế. Tên vô dụng nhà anh cũng xứng vọng ngôn đánh giá y thuật của Hứa Thần Y. Ta, Diệp thiếu gia, nếu còn để người này ở đây làm loạn, sợ là ông Diệp sẽ được cứu. Người đâu? Lôi anh ta ra khỏi cửa. Bố sao rồi? Hoa Thần Y, bố tôi sao rồi? Hỏng rồi. Ông lão bị trì hoãn việc điều trị, bây giờ tim mạch đứt đoạn, yếu ớt, trời trời rồi, chỉ còn sống nửa ngày. Ta, chuyện, tên khốn, đều tại anh. Tôi sẽ chôn anh cùng với ông nội. Ai nói ông Diệp không cứu nổi, không cứu được là vì ông ta vô dụng, không có nghĩa tôi không thể cứu. Tránh xa ông nội ra. Đây là độ hồn kim châm. Hoa Thần Y, độ hồn kim châm rốt cuộc là gì? Độ hồn kim châm là tiên pháp tiên nhân núi Côn Lôn truyền lại, vượt xa y thuật người phàm, nghe nói có thể khiến người chết sống lại. Anh ta sao có thể? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hoa Thần Y, anh ta chỉ là một tên hoang dã từ núi xuống. Ông không nhìn nhầm chứ? Gì cơ? Trên núi xuống. Chẳng trách tôi luôn cảm thấy bóng lưng anh ta giống với vị cao nhân 10 năm trước trên núi Côn Lôn quá. Hoa Thần Y, ông nội rốt cuộc thế nào rồi? Không ổn, ông lão không còn mạch nữa. Cái gì? Lẽ nào độ hồn kim châm này là giả sao? Anh ta không phải vị đó. Ông Diệp sau khi được tôi chữa xong vốn có thể sống thêm nửa ngày, đoàn tụ với gia đình. Chỉ vì tên nhãi này liên tục làm phiền tôi, ảnh hưởng chữa trị, còn châm cứu linh tinh. Bây giờ ông Diệp đã tắt thở. Ta, bố ơi dậy đi, bố. Tên nhãi, tôi phải bắt anh trả giá. Vội cái gì? Tôi đã sớm nói rồi, bệnh của ông Diệp buộc phải chết trước, sau đó sống lại. Hiện giờ ông Diệp đã bình phục, các người chỉ cần bình tĩnh chờ đợi là được. Mày nói cái gì? Ông Diệp bây giờ thậm chí không có nhịp tim, mày còn ở đây nói nhăng cuội. Tao thấy mày đúng là kẻ giết người. La Tân, anh gây họa lớn rồi, vẫn còn muốn ngụy biện trước mặt mọi người. Người đâu? Bắt anh ta lại cho tôi. Tôi muốn chôn anh ta cùng với ông nội. 3, 2, giả thần giả quỷ lên cho tôi. 1. Bố, ông nội. Bố thế nào rồi? Thần Y, mau xem bố tôi thế nào. Chuyện thật không thể tin được, quả nhiên là phải chết trước rồi hồi sinh. Tiên nhân trên cao, xin nhận lệnh của Hoa Thần. Hoa Thần Y, ông sao lại quỳ xuống trước tên phế vật này? Im miệng. Thần tiên trước mặt, nào tới lượt anh nói chuyện, xin tiên nhân thu nhận đệ tử. Hoa Thần nguyện làm trâu làm ngựa, cùng là người hạnh lâm, không chuyên tâm cứu người, chỉ biết làm chuyện mất mặt, làm đệ tử tôi ông không xứng. Chuyện cảm ơn La tiên sinh đã cứu bố tôi, vừa rồi tôi nhất thời kích động mới không phải với anh, tôi thực sự không phải. Diệp Tu,
mau xin lỗi anh La đi. La tiên sinh, xin lỗi anh. Nào, mấy người một lòng cứu người. Hơn nữa, còn bị kẻ xấu ly gián. Đúng thế, đều tại các người. Hại tôi suýt ra tay. Với ân nhân của ông nội tôi, lôi mấy người ra ngoài cho tôi. La tiên sinh, anh đây là xe tuyết ngàn năm tôi tìm được, có được không? Được. Bây giờ hãy lấy một cánh, đưa cho ông lão dùng, sau đó mỗi ngày uống một cánh. Đến khi dùng hết, bảo đảm tính mạng ông Diệp, yên ổn trong 10 năm. La tiên sinh, trước đây tôi không tôn trọng anh. Không ngờ, anh lại sẵn lòng cứu tôi, đại ân đại đức này, tôi sẽ không bao giờ quên. Không cần, nếu ông muốn cảm ơn tôi, hãy cảm ơn đứa cháu ngoan của ông đi. Nếu không có cô Diệp, Hiếu Thảo chân thành, cho dù Đại La Kim Tiên có quỳ xuống trước mặt, cũng vô dụng. Tiên sinh anh quá khen rồi, anh đến Tần gia cầu hôn. Không biết kết quả thế nào rồi, nếu chuyện kết hôn đã định, Diệp gia tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị quà lớn. Không cần, hôn ước của tôi và Tần gia đã bị hủy bỏ. La tiên sinh, anh hội nghị đấu thầu của tập đoàn Hắc Kim ngày mai do Diệp gia tôi lo liệu, tôi chắc chắn sẽ xả giận thay anh. Tần gia đúng thật là có mắt không tròng, nông cạn phúc bạc. Tôi có chuyện muốn xin, mong tiên sinh không từ chối. Ông nói đi. Diệp gia tôi muốn để Khuyên Thành đính hôn với anh thấy thế nào? Cháu đồng ý, chỉ có người bản lĩnh như anh La Tân mới xứng là anh rể của cha. Con không có ý kiến. Cháu cũng không. Cút cút cút, đừng để tôi gặp lại các người. Hoa Thần Y, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ông Diệp đó thực sự là do La Tân cứu sao? Còn nữa, tại sao ông lại gọi anh ta là tên chuyện này? Không thể nào. Làm sao có thể được? Trên thế gian này sao có thể có tên nhân chứ? Chắc chắn chúng ta đã bị tên nhãi đó đóng kịch lừa bịp. Các người nói, liệu có khả năng ông Diệp không phải do La Tân chữa khỏi bệnh không? Ý anh là gì? Nghĩa là vừa rồi thực chất Hoa Thần Y đã chữa khỏi bệnh cho ông Diệp, nhưng hiệu quả chưa tới kịp thời thì bị tên nhãi La Tân cắt ngang. Chúng tôi đều bị độ hồn kim châm gì đó, trò dởm đó, lừa gạt. Nếu tiên nhân đã không vạch trần tôi, xem ra cũng không quan tâm tới tôi, tiếp tục lừa hai tên này. Chi bằng nhận công lao này đi. Tôi không có ý định nói ra, nhưng nghĩ tới bản thân chuyên tâm chữa bệnh, cuối cùng lại tới bước đường này, thực sự thấy chua xót. Hóa ra là thế. Vậy thì chúng ta mau giải thích rõ ràng cho họ đi, nếu không thì số vốn 20 tỷ của Tần gia cũng sẽ bị anh ta phá hủy. Lam Lam yên tâm đi. Ngày mai là hội nghị đấu thầu dự án của tập đoàn Tinh Hà, Diệp đại tiểu thư thật sự cũng sẽ tới. Tới lúc đó chúng ta sẽ vạch trần anh ta trước mọi người. Anh ta cướp công chúng ta thế nào, chúng ta sẽ phản công như thế. Ừm. La Tân, bây giờ chúng ta sắp kết hôn, có chuyện tôi không muốn lừa anh. Ông nội để tôi và anh kết hôn, thực ra là có lòng riêng. Ồ, Liễu gia đế đâu? Từng cầu hôn Diệp gia, chỉ là tôi không thích tính cách của Lưu Thành, thế nên đã từ chối. Vì thế nhà Liễu gia ủng bèn xúi dục tứ đại gia tộc nhắm vào Diệp gia tiến hành phong tỏa kinh tế. May mà tôi giành được quyền lo liệu, hội nghị đấu thầu tập đoàn Hắc Kim mới có thể hòa hoãn. Anh cưới tôi, sợ là sẽ phải chịu sự trả thù của Liễu gia. Một Liễu gia còn con, tôi không để vào mắt. Liễu gia quyền lực hùng mạnh, mọi việc đều suôn sẻ. Nghe nói còn có quan hệ với tập đoàn Hắc Kim. Liễu Thành này là thiên sách thượng tướng của đế quốc, nghe nói người này có thủ tất báo. Tôi thấy không có vấn đề gì. Một Liễu gia còn con chỉ là một chú hề thôi. Cô có tin không? Tôi có thể điều động tập đoàn Hắc Kim. Nếu đã lựa chọn anh, anh nói gì tôi cũng tin tưởng. Anh yên tâm, cho dù cả Diệp gia phải trả giá, tôi sẽ không để họ làm hại tới anh. Vậy sau này nhờ cậy cô Diệp quan tâm nhiều hơn. Ừm. Khí chất nữ anh hùng, lương thiện đơn thuần, dù sao cũng là một cuộc hôn nhân đẹp. Alo. Cái gì? Liễu Thành về nước rồi. Được, tôi biết rồi. La tiên sinh. Ôi, còn gọi La tiên sinh sao? Chồng. Chồng. Liễu Thành về nước rồi. Anh ta đột ngột trở về, sợ là có ý đồ xấu. Hội nghị đấu thầu hôm nay, sợ là khó khăn, có tôi ở đây. Sợ gì chứ, cho dù Liễu gia có dốc toàn lực ra, trước mặt tôi cũng chỉ là đám tép riu. Vậy hôm nay phải xem La tiên sinh chủ tài rồi. Ừm. Đúng rồi. Ngọc bội này, mặc dù không so được với thiên niên hàn ngọc, nhưng cũng có tác dụng khiến anh tĩnh tâm tỉnh táo. Tặng cho anh. Được. Lâu vậy rồi, vẫn luôn là Khuynh Thành chuẩn bị quà cho tôi. Tôi cũng nên biểu hiện tâm ý. Khuynh Thành, đợi tôi một lát, tôi đi gọi điện. Ừm. Sư phụ. Cuối cùng anh cũng gọi cho em.
Thanh Thanh, sư phụ, anh đang ở đâu? Bây giờ em đi tìm anh ngay. Này đừng. Tôi còn có việc phải làm. Không phải, sao là cô trả lời điện thoại? Em hiện giờ đang là tổng giám đốc toàn cầu của tập đoàn Hắc Kim. Sợ chưa hả? Được rồi. Này, tôi muốn nhờ cô chuẩn bị vốn 100 tỷ tại hội nghị đấu thầu dự án hôm nay của tập đoàn Hắc Kim, giao cho Diệp gia. À đúng rồi, tôi còn có việc, tôi cúp máy trước. Sao lại thế chứ? Rắc rối lớn rồi. Đại sư phụ, người không làm hại con chứ? Hát gì? Đại tỷ, không phải đã thành người bất tử rồi à? Sao vẫn bị cảm lạnh? Theo tôi thấy, chắc chắn có người đang nói xấu sau lưng cô rồi. Có lẽ là tiểu La Tân. Đợi cậu ta về, sẽ tính sổ đàng hoàng. Đôi à? Không đỡ được. Alo, sư phụ. Sư phụ thối, đừng hòng đá em đi. Chuẩn bị xe, đến hội nghị đấu thầu. Vâng. Lát nữa còn phải lên mục diễn giả, tôi đi trang điểm. Anh, một mình đi dạo nhé. Được. Lam Lam, hôm nay gặp Diệp đại tiểu thư, nhận khoản đầu tư chục tỷ về tay. Tại đây, anh xin chúc mừng em đã trở thành bà trùm kinh doanh Hải Thành. Tất cả đều nhờ Tào thiếu gia, nếu không e rằng sẽ không có Tần gia hôm nay. Đúng thế, cảm ơn Tào thiếu gia. Lát nữa, ký kết hợp đồng xong, con và Tào thiếu gia đi đăng ký kết hôn đi. Mẹ nói gì thế? Chúng con chưa tới bước đó. Này, La Tân sao lại tới? Sao cậu ta có thể vào? Thực sự là anh ta. Chẳng lẽ anh ta biết Tần Tổng hôm nay lấy được mấy chục tỷ đầu tư nên cố tình đến đây gây sự? Cậu ta dám? Dừng lại. Sao cậu vào được đây? Tên nhãi, hôm qua mày lừa bỏ tao, hôm nay còn dám xuất hiện trước mặt tao. Tao khuyên mày mau cúp đuôi bỏ chạy đi. Nếu không, đợi đến khi Diệp gia biết sự thật, mày chịu không nổi, gánh không nổi đâu. Ồn ào. Thế gian này còn có người khiến tôi phải bỏ chạy à? Tỏ vẻ cái gì? Đây là hội nghị đấu thầu của tập đoàn Hắc Kim do tập đoàn Tinh Hà đảm nhận. Người tới toàn là danh gia vọng tộc. Một con chó đi lạc như cậu xông vào hội nghị thì thôi đi, còn dám gây sự. Tôi thấy cậu thật sự chê mạng quá dài à? Người chê mạng quá dài là bà Tần gia các người xé nát hôn thư, làm mất hôn thư. Trong vòng 3 ngày buộc phải chết. Đủ rồi La Tân, tôi không biết anh vào bằng cách nào, nhưng chỗ này không phải nơi để anh quậy phá. Anh phải biết rằng ở đây ngay cả Tần gia tôi miễn cưỡng lắm cũng chỉ được xem là thế gia hạng ba. Đắc tội những người quyền quý này, anh cũng không biết mình chết thế nào. Tần gia các người không làm được không có nghĩa là tôi không làm được. Tôi thấy người quyền quý trong căn phòng này cũng chỉ là đám kiến mà thôi. Hỗn xược, đồ xấu xa, sắp chết rồi còn ăn nói ngông cuồng, còn muốn kéo Tần gia chúng ta xuống nước. Bây giờ ra khỏi đây ngay cho tôi. Đuổi tôi đi. Bà chưa đủ tư cách. Đúng là nực cười. Những người có mặt hôm nay đều là người có tiếng ở Nam tỉnh. Mày tự ý xông vào vốn là đường chết. Lam Lam bảo mày đi vì không muốn mày gây chuyện lớn, cho mày một con đường sống. Còn mày lại ngoan cố tự tìm đường chết. Anh năm lần bảy lượt sủa trước mặt tôi, người tự tìm đường chết là anh. Mày ra vẻ quá vậy. Tốt lắm, tao xem mày ra vẻ được bao lâu. Các vị, hội nghị đấu thầu hôm nay không chỉ quyết định lịch sử phát triển của Hải Thành trong 100 năm tới, còn có một nhân vật lớn của tập đoàn Hắc Kim đến. Tới lúc đó, mày mà chọc giận ông ấy, mày có 100 cái mạng cũng không đền nổi. Tập đoàn Hắc Kim, nhân vật lớn, Tào thiếu gia, lời anh nói là thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, rất có khả năng là cấp cao của tập đoàn Hắc Kim, có chút gốc gác với Tào gia tôi, cho nên tôi mới biết tin. Ôi, giá như tôi có thể kết thân với cấp cao của tập đoàn Hắc Kim, vậy Tần gia tôi sẽ tiến thêm một bước. Ôi, tới lúc đó Tào thiếu gia chắc chắn phải mở lời giúp chúng tôi nhé. Đương nhiên rồi. Chuyện nhỏ. Thật sao? Vậy thì cảm ơn Tào thiếu gia rất nhiều. Đồ xấu xa, nhìn thấy chưa? Chỉ có người như Tào thiếu gia, trẻ tuổi tài cao, mới xứng với sếp Tần của chúng tôi. Loại người như anh, ngoại trừ khiến người ta ghét bỏ, hừm, thì có giá trị gì? Được rồi, hội nghị sắp bắt đầu. Đừng phí lời với tên nhãi này, bảo vệ. Mau đuổi cậu ta ra ngoài. Mau ra ngoài. Ai cho bà can đảm đụng tới người đàn ông của tôi? Lại là cô. Hôm qua cô dám giả mạo Diệp đại tiểu thư trước mặt mọi người, tôi còn chưa tìm cô tính sổ. Hôm nay dám xuất hiện ở buổi đấu thầu của Diệp gia, cô không sợ chết đúng không? Các người vẫn tự tin thật đấy, một chút cũng không lo sợ.
tôi thật sự sẽ là Diệp đại tiểu thư thật sự sao? Không thể nào. Hôm qua Diệp gia lâm bệnh nặng, tôi và Tào thiếu gia đã đặc biệt bác sĩ Hoa đến thăm bệnh. Nếu như cô thật sự là Diệp đại tiểu thư, hôm qua chúng tôi sao lại không nhìn thấy sự có mặt của cô? Tên nhãi con này, cậu ta là một kẻ lang bạt. Cô không sợ đứng về phía anh ta sẽ đi vào đường cùng sao? Có mắt như mù. Nực cười. Cô là một diễn viên, bị tên danh con này mang ra đùa quay như trong chóng. Cô thật sự nghĩ đôi mắt của mình còn tin tưởng sao? Đợi một chút, Diệp Tu, Diệp đại thiếu gia đến rồi, một hạt cát cũng không được nằm trong mắt anh ấy. Hai người các ngươi, một người là lừa đảo, một người là người xấu, đợi đến khi bị đánh gãy hai chân mới cút ra ngoài đúng không? Cậu có tin rằng một lát nữa người bị đánh gãy hai chân là các người? Cậu đang đùa giỡn cái gì vậy? Chỉ dựa vào hai người, một tên lừa đảo, một tên xấu xa, hả? Im mồm. Cậu dám đánh tôi, quản cho tốt cái miệng của cậu. Thân phận của Khuynh Thành cao quý hơn cậu gấp trăm ngàn lần, nếu để tôi nghe một lời nói dơ bẩn về cô ấy phát ra từ miệng của cậu, lúc đó không phải cái tát đơn giản thế này đâu. Tên xấu xa kia, cậu dám đánh Tào thiếu gia, cậu biết sẽ lĩnh chịu hậu quả gì không? La Tân, anh biết anh làm gì không vậy? Còn không mau xin lỗi Tào thiếu gia. Xin lỗi sao? Anh ta không xứng. Được được thôi, thân phận của tôi và cậu cách biệt quá lớn, không nghĩ mình không cần phải hạ mình xuống để đôi co với cậu, nhưng cậu lại dám động tay với tôi, hôm nay tôi bắt cậu phải trả giá. Người đâu, dừng tay. Ai dám đến Diệp gia gây rối? Diệp Tu, cậu sao lại đến đây? Cậu ấy chính là tên xấu xa trong truyền thuyết đó, nếu như ai dám động đến cậu ấy, bất kỳ ai cũng sẽ chịu hậu quả xấu. Xem ra hôm nay có người xui xẻo rồi. Diệp thiếu gia, nếu như cậu đến rồi, đây chính là tên tiểu tử lén đi vào hội trường, ái chà, còn tìm người đóng giả thân phận của Diệp đại tiểu thư. Cậu hãy mau chóng xử gọn bọn họ đi, tên khốn kiếp. Cậu có biết hôm qua anh ấy đã cứu ông tôi một mạng không? Diệp thiếu gia, đó chính là kẻ lừa cậu đó. Thật ra hôm qua người cứu ông của cậu là bác sĩ Hoa. Tên tiểu tử này dựa vào mấy chiêu trò để lừa cậu đó, còn dám cướp công của bác sĩ Hoa. Ồ, lừa tôi sao? Đúng vậy, anh ta là một kẻ xấu xa, căn bản chẳng biết gì về khám chữa. Đúng vậy đó, tên này đã hai lần tìm người giả mạo Diệp đại tiểu thư, bôi nhọ thanh danh của cô ấy, quả thực rất liều lĩnh. Diệp thiếu gia, cậu cần phải khiến cho hai người này mở mang tầm mắt. Được thôi, được thôi, rất tốt. Danh con, cậu dám động tay với tôi, hôm nay cậu có quỳ xuống xin tha cũng muộn rồi. Tôi nói rồi, người quỳ xuống xin tha là các người. Còn kiêu ngạo kìa, Diệp thiếu gia, trước mặt cao còn kiêu ngạo như vậy, quả thực không xem Diệp thiếu gia ra gì rồi. Đúng đó, Diệp thiếu gia, hai người này không thích sống nữa rồi, phải cho họ biết kết quả của việc xúc phạm đến những người cao sang quyền quý. Mẹ, im miệng. Cao sang quyền quý, các ngươi cũng xứng sao? Hội nghị đấu thầu, mời mọi người tiến lên phía trước dự lễ. Nếu như không phải do hội nghị đấu thầu sắp diễn ra, bây giờ tôi sẽ không để cho mấy người các người được yên ổn đâu. Diệp thiếu gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Còn chưa hiểu rõ à? Rõ ràng là Diệp thiếu gia tức giận rồi, chúng ta đã để cho họ đến đây, vốn đầu tư của hai gia tộc chúng ta e là đang lơ lửng rồi. Cái gì cơ? Tất cả đều tại cậu. Cậu, tôi sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết. Hay là vẫn nên lo xong chuyện của các người trước đi. Các vị, xin chào mọi người đã đến với hội nghị đấu thầu đầu tư của Diệp gia tổ chức. Tiếp theo, mời chị gái tôi, người đứng đầu tập đoàn Tinh Hà, Diệp Khuynh Thành. La Tân, rốt cuộc anh muốn gây chuyện đến khi nào? Vì anh mà Tần gia đã đắc tội với Diệp gia, anh muốn báo thù, như vậy vẫn chưa đủ sao? Hỗ sược. La Tân, đây là tập đoàn Tinh Hà, cậu không được lưu manh ở đây. Các người còn đứng sừng ra đó làm gì? Đánh gãy chân hắn ta rồi ném ra ngoài cho tôi. Tôi xem ai dám. Chị à, đến lượt chị phát biểu rồi. Cái gì cơ? Cô ấy, việc này sao có thể cơ chứ? Cô ấy thật sự là Diệp gia đại tiểu thư thật sao? Hoan nghênh Diệp đại tiểu thư. Không thể nào, cô ấy sao lại có thể là Diệp gia đại tiểu thư được? Toang rồi, Tần gia ta toang rồi. Cô ấy thật sự là Diệp đại tiểu thư. Sếp Tần, chúng ta làm sao đây? Bây giờ vẫn còn có người tưởng tôi là giả sao? Diệp tiểu thư, chúng tôi không phải cố ý xúc phạm cô. Đúng vậy Diệp tiểu thư, chúng tôi không cố ý đối đầu với cô đâu. Cô tha cho chúng tôi lần này được không? Tôi nói rồi, người phải quỳ xuống xin tha là các người. Đồ vô dụng kia, cậu đừng tưởng bám víu được Diệp tiểu thư thì là người quyền quý. Cậu à, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của Diệp tiểu thư mà thôi, cậu đắc ý cái gì chứ? Đúng vậy đó, dù cho là như vậy cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu là đồ vô dụng đâu. Im đi, ai cho phép cậu cả gan nói chuyện với anh rể tôi như vậy? Anh rể sao?
Diệp đại thiếu gia, có phải cậu nhầm lẫn gì không? Cậu ấy chỉ là một người dân miền núi, sao có thể là anh rể của cậu được chứ? Ý của cậu là tôi đã hoa mắt đến mức nhìn không ra anh rể của mình luôn rồi sao? Các vị, hôm nay tôi tuyên bố hai chuyện. Đầu tiên, Tần gia phẩm hạnh không tốt, năng lực không đủ, hủy bỏ tất cả các hợp đồng đã ký trước đây, thu hồi vốn đầu tư. Tần gia ta đã tạo nghiệp chướng gì thế này? Thứ hai, người bên cạnh tôi đây là La Tân, là chồng của tôi, bắt đầu từ hôm nay là người của Diệp gia tôi. Không tôn trọng anh ấy chính là không tôn trọng Diệp gia ta. Cái gì cơ? Sao vậy được cơ chứ? Hai người họ sao có thể kết hôn với nhau được? Tên danh con này, không quyền, không tiền, không gia cảnh, sao lại có thể là chồng của Diệp đại tiểu thư được chứ? La Tân rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp đại tiểu thư chính là sự xuất hiện mà ngay cả tôi cũng chỉ dám ao ước, ngay cả tôi anh cũng không với tới. Dựa vào cái gì mà lại ở bên cạnh Diệp đại tiểu thư cơ chứ? Thật là nực cười. Gả được cho La Tân chính là chuyện hạnh phúc nhất của cả đời này Diệp Khuynh Thành tôi. Cuộc đời của đám có mắt như mù của các người không xứng đáng để chất vấn anh ấy. Không, không thể nào. Tần gia các người tự đề cao bản thân, nhưng lại không biết điều đó trong mắt anh rể tôi. Các người là một lũ hề. Cậu ấy không thèm so đo tính toán với các người, nhưng các người thì sao? Cứ năm lần bảy lượt sỉ nhục lăng mạ anh ấy. Quả thực không biết là ai cho các người dũng khí lớn như vậy. Từ hôm nay, Diệp gia sẽ chấm dứt mọi hợp đồng hợp tác với hai nhà Tần Tào, đồng thời dùng toàn lực để đàn áp tất cả các ngành nghề của hai nhà Tần Tào cho đến khi tan gia bại sản, hoặc là quốc khỏi tỉnh Nam. Hai nhà Tần tiều toang rồi. Nghe nói hôm qua vừa đắc tội với thống đốc tế của tỉnh Nam, hôm nay lại đắc tội với Diệp gia. Ở tỉnh Nam, e là không có đất sống của họ nữa. Nhưng cơ hội này chúng ta mau chóng cắt đứt quan hệ với họ để tránh bị liên lụy hậu họa. Tôi Lý gia bằng lòng cùng với Diệp gia, cùng nhau đàn áp hai nhà Tần Tào. Sở gia tôi cũng vậy, Triệu gia tôi, Chu gia tôi, Mã gia tôi, Trầm gia tôi cũng tương tự. Toi rồi. Tào gia toi rồi. Tần Tổng, chúng ta làm sao đây? Lam Lam, con mau nhận lỗi với La Tân đi. Mau xin lỗi cậu ta, cứu Tần gia chúng ta. La Tân, anh thật sự muốn ép tôi và cả Tần gia tôi đến cùng sao? Tâm dạ anh thật độc ác. Lúc nãy bọn họ buông lời mắng mỏ tôi, cô một câu cũng không nói. Bây giờ quay trở ngược lại nói tôi độc ác, cô nực cười thật đấy. Ái chà, con rể của ta. Trước đây, là do mẹ sai. Mẹ xin lỗi con. Bây giờ, con. Nếu con đồng ý, con có thể kết hôn với Lam Lam được chứ, mẹ. Bây giờ, chỉ còn cách này thôi. Con muốn sao nữa? À, La Tân, chỉ cần con đồng ý, hôm nay ta đi đăng ký kết đừng hôn. Đừng nữa gì Trương. Con gái của dì là nữ hoàng kinh doanh mới của Hải Thành. Con làm sao mà xứng với cô ấy được chứ? Ôi trời con rể, là mẹ sai. Dì im đi. Gọi tôi là con rể, dì không xứng. La Tân, đây là thủ đoạn của anh sao? Dựa vào một người phụ nữ để đàn áp Tần gia tôi. Tần Lam, cô có nhớ tôi từng nói với cô không? Cô có chút quá đề cao bản thân rồi. Diệp đại tiểu thư, La Tân là người như thế nào? Tôi hiểu rõ mồn một. Với một người thiên kim Diệp gia của tỉnh Nam như cô, hà cớ gì phải lãng phí thời gian với người đàn ông này? Cô còn biết tôi là thiên kim của Diệp gia cơ à? Với địa vị của cô bây giờ, cô có tư cách gì mà nói chuyện làm nhảm với chồng của tôi đây? Hay là cô cảm thấy tầm nhìn của Diệp gia hạn hẹp như cô tưởng tượng sao? Tần tiểu thư, nếu như tôi là cô, thì sẽ không suy nghĩ những chuyện không thực tế thế này, mà là nghĩ con đường sống sau này của Tần gia các người là ở đâu. Cô cười cái gì? Tôi cười cô không phải là một nữ hoàng kinh doanh của tỉnh Nam. Theo những gì tôi biết, người đứng ra tổ chức buổi đấu thầu lần này là tập đoàn Hắc Kim. Tập đoàn Tinh Hà các người chỉ là làm thuê cho tập đoàn Hắc Kim, tự hủy các hợp đồng dự án của Tần gia cũng chỉ là một nước cờ làm tiêu tốn 800 tệ. Đến khi đó tôi xem cô ăn nói thế nào với tập đoàn Hắc Kim. Chuyện của Diệp gia tôi không đến lượt cô phải lo lắng. Tập đoàn Hắc Kim? Đúng rồi, Tào thiếu gia, không phải cậu có mối quan hệ với cấp trên của Hắc Kim sao? Chỉ cần có sự công nhận của tập đoàn Hắc Kim thì không sợ Diệp gia phong sát nữa. Hai gai tộc chúng ta được cứu rồi. Chuyện này các vị cấp cao của Hắc Kim làm sao đến lượt tôi tiếp xúc? Tôi chỉ dựng lên để dọa mấy người thôi. Tào thiếu, con đường sống của hai nhà Tần Tào phải nhờ vào anh rồi. Để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Alo. Đồ rác rưởi, đợi đến khi người của Hắc Kim đến rồi, tôi sẽ cho cậu biết hối hận là như thế nào. Vậy cùng nhau đợi xem ai mới là người hối hận. Người quản lý của tập đoàn Hắc Kim đến rồi. Chu Đồng đến. Người của Hắc Kim đến rồi. Tào thiếu, là người do cậu gọi đến sao? Chắc chắn là Tào thiếu gia gọi đến rồi. Nếu không thì còn có ai có thể diện lớn như vậy được. Người quản lý hợp đồng
không phải là người mà Tào gia tôi có thể quen biết được. Thôi trước tiên thì cứ như vậy đã. Chuyện này, chuyện nhỏ ấy mà. Đồ vô ích kia, nhìn thấy chưa? Một cuộc điện thoại của Tào thiếu gia là có thể mời được cấp cao của Hắc Kim đến rồi đấy. Người vô dụng như cậu, sao so sánh được với cậu ấy? Dì đừng nghĩ rằng anh ấy là vì Tào thiếu kiệt mà đến, không phải vì Tào thiếu gia. Lẽ nào là vì một kẻ vô dụng như cậu sao? Không sai, là do tôi gọi đến. Khuynh Thành, kết hôn với em vội vàng quá, nhưng mà anh vẫn chuẩn bị cho một món quà. Chỉ cần là của anh tặng, em đều thích. Vẫn còn diễn đấy hả? Một lát nữa người đến, tôi xem cậu có kết cục thế nào. Quản lý Chu đến rồi, Tào thiếu gia chúng ta đi đón anh ấy một chút. Quản lý Chu, hôm nay anh có thể đến, quả thực là giữ thể diện cho Tào gia, cảm ơn anh. Cậu là ai? Tào gia Tào thiếu kiệt. Tào gia, cút qua một bên cho tôi, gia tộc chẳng ra gì mà đáng để tôi nể mặt sao? Tào thiếu gia, chuyện gì vậy? Quản lý Chu không phải do cậu mời đến sao? Tào gia mà xứng mời tôi đến được đây sao? Người của Diệp gia đâu? Diệp gia. Quản lý Chu lẽ nào, quả thực là do tên danh con này gọi đến. Chào anh, tôi là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành. Cô biết lỗi của mình chưa? Ý của quản lý Chu là sao ạ? Có ý gì sao? Ai cho phép cô lớn gan đứng tại buổi đấu thầu của Hắc Kim chúng tôi, hủy bỏ trái phép các dự án hợp tác? Hóa ra anh ấy đến vì chuyện này. Quản lý Chu, chuyện này tôi có thể giải thích được, còn giải thích cái gì nữa? Cô không phải là vì giúp tên vô dụng này đối phó với Tần gia sao? Vậy nên mới hủy vốn đầu tư của Tần gia. Cái gì cơ? Không phải như vậy đâu quản lý Chu, là do phẩm hạnh Tần gia không tốt, không xứng để tiếp nhận, vậy nên tôi mới hủy bỏ. Lựa chọn Tần gia cũng là cô, nói Tần gia không xứng cũng là cô. Cô xem Hắc Kim là trò đùa đấy hả? Diệp gia lại vì chàng trai này mà đắc tội với Hắc Kim, e là những ngày sau sống không được rồi. Đúng vậy đó, Diệp gia lần này thảm rồi, đáng đời. Ai bảo bọn họ vì tên đàn ông không ra gì này mà đối phó với Tần gia tôi? Chính là trả giá. Đừng nói sớm như vậy chứ, một người quản lý nhỏ bé như anh ấy không thể thay mặt tập đoàn Hắc Kim được. La Tân, anh đang nói sằng bậy cái gì vậy? Dù cho anh ấy chỉ là một người quản lý của tập đoàn Hắc Kim cũng có thể nhấn chìm anh trong tích tắc đó. Tôi nói rồi, La Tân là chồng của tôi, ai dám động đến danh ấy là đang gây khó dễ với Diệp Khuynh Thành tôi. Anh yên tâm, dù cho là tập đoàn Hắc Kim, em cũng sẽ không để bọn họ làm tổn thương anh trước mặt em đâu. Em ngốc quá, tập đoàn đứng đầu thế giới thì đã làm sao nào? Trong mắt anh, họ cũng chỉ là những kẻ đầu hàng trước anh thôi. Đáng chết. Bây giờ cậu vẫn còn dám ăn nói bậy bạ trước mặt Chu quản lý, tôi thấy cậu đang tìm đến cái chết đấy. Tên kia, tôi trước đây nghĩ rằng cậu chỉ là một kẻ bám víu phụ nữ mà lên đời, không ngờ rằng cậu ngốc như vậy. Quản lý Chu, tên danh con này sỉ nhục tập đoàn Hắc Kim mà không trừng trị thì uy nghiêm của tập đoàn Hắc Kim nằm ở đâu? Người đâu, xử cậu ta đi. Quản lý Chu, mặc dù La Tân nói năng vô lễ nhưng anh ấy cũng là chồng của Diệp Khuynh Thành tôi. Tôi Diệp gia thay mặt anh ấy gửi lời xin lỗi đến tập đoàn Hắc Kim. Xin lỗi sao? Muộn rồi. Tiểu tử, cậu sỉ nhục Hắc Kim không thể tha thứ. Nếu như bây giờ cậu quỳ xuống dập đầu nhận tội, tôi có thể giữ lại mạng cho cậu. Quản lý Chu, La Tân mắc lỗi ngoài ý muốn, hà cớ khiến sự tình đoạn tuyệt như vậy? Đoạn tuyệt, tôi sẽ để cô nhìn thấy đoạn tuyệt thật sự. Tôi tuyên bố tập đoàn Hắc Kim hủy bỏ quyền chủ nhà buổi đấu thầu của tập đoàn Tinh Hà, ngoài ra sẽ liệt kê tập đoàn Tinh Hà vào danh sách đen đối tác làm ăn, xóa bỏ tất cả hợp đồng. Cái gì cơ? Xóa bỏ tất cả hợp đồng sao? Diệp gia sắp toi rồi. Rõ ràng là gia đình giàu có bậc nhất tỉnh Nam, lại vì một người con rể liều lĩnh mà gây ra chuyện lớn thế này. Ái chà, tên danh con này quả thực là sao chổi, đi đến đâu xui đến đó. Ha ha ha, may mà sếp Tần chúng tôi đã hủy bỏ hôn ước với chàng trai vô dụng này, nếu không thì không biết sẽ bị anh ta liên lụy đến như thế nào nữa. Này tên kia, đây là kết cục mà cậu phải chịu. Tôi khuyên cậu bây giờ nên quỳ xuống xin tha, và xin quản lý Chu tha cho một mạng. Bảo tôi quỳ xuống thì anh ta vẫn không có tư cách đến việc hủy hợp tác làm ăn. Tôi nói lại một lần nữa, anh ta chỉ là một người quản lý nhỏ bé, không có tư cách đại diện cho tập đoàn Hắc Kim. Vẫn còn cứng mồm cơ à? Nói hay lắm. Anh ta thật sự không đủ tư cách. Vậy tôi thì sao? Sếp Liễu, sao anh đến đây rồi? Một người Diệp Khuynh Thành cũng nói không xong, cần đến anh thì có ích gì, cút ra một bên đi. Liễu Minh, sao anh ấy lại đến đây? Tôi tự giới thiệu một chút. Liễu gia. Liễu Minh. Hóa ra là người của Liễu gia. Tào thiếu gia, Liễu gia rất ghê gớm sao? Đương nhiên ghê gớm rồi. Liễu gia vẫn là hoàng tộc ở Thượng Kinh, ở tập đoàn Hắc Kim vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Điều quan trọng nhất là chiến thần đế quốc, thiên sách thượng tướng đều xuất phát từ Liễu gia. Hơn nữa, Liễu gia dựa vào thiên sách thượng tướng còn được gọi là gia đình quý tộc đầu tiên của nước Đại Hạ. Gia đình quý tộc đầu tiên của Đại Hạ. Chị dâu, chị không nghe lời rồi. Nhân lúc anh trai em ra ngoài, tùy tiện tìm người đàn ông khác liên gả cho người ta mất rồi. Nếu như để anh trai em biết, chắc anh ấy sẽ rất tức giận đó. Liễu Minh đừng nói bậy, tôi không phải chị dâu của anh, cũng chẳng có bất kỳ Liễu gia các người cả. Chị dâu,
chị đừng vùng vẫy như vậy. Chị là người phụ nữ mà anh trai tôi thích. Chị chạy không thoát đâu. Nếu đã như vậy, La Tân, cậu chẳng qua chỉ là một kẻ xuất thân thấp kém, lại dám cướp đi người phụ nữ của Liễu gia. Cậu thật sự không muốn sống nữa rồi à? Ồ, ha ha ha, chị dâu, chị không phải đang giỡn đấy chứ? Vì không muốn gả cho anh của tôi mà tìm người đàn ông vô dụng để làm bức bình phong đó chứ? Liễu Minh, cậu ăn nói cho đàng hoàng. La Tân thì là sao? Không đến lượt cậu phán xét. Tiểu tử kia, cậu dám lấy đi người phụ nữ của anh trai tôi, cậu được lắm. Vậy tôi phải rủ lòng thương xót rồi, cho anh một cơ hội. Ngũ mã phân thây hay là sử tử chém đầu, chọn một cái đi. Liễu Minh, La Tân là chồng của tôi, nếu cậu dám đụng đến anh ấy chính là muốn đối đầu với Diệp gia tôi. Đối đầu? Đến mạng Diệp gia cũng khó mà giữ được, nếu không phải vì được sự ưu ái của tập đoàn Hắc Kim đã giành được quyền tổ chức hội nghị đấu thầu lần này, tỉnh Nam không có Diệp gia nữa rồi. Vẫn phải nhắc lại, Diệp gia bắt ép người khác chứ không bắt ép được tôi. Dù có phải trả giá bằng toàn thể Diệp gia cũng không được đụng đến anh. Vợ à, chỉ là một Liễu gia nhỏ bé, không đáng được đụng đến Diệp gia. Kiêu ngạo. Diệp gia mặc dù là gia đình bậc nhất nhưng đã suy tàn từ lâu rồi, nếu không phải Diệp Khuynh Thành được sinh ra thì Diệp gia e rằng đã trở thành một gia tộc tầm thường rồi. Hơn nữa, ngay cả khi Diệp gia đang ở thời kỳ đỉnh cao uy quyền cũng không sánh được với Liễu gia có Thiên Sách thượng tướng. Hai người các ngươi chờ bị chôn xuống đường cùng đi, tiểu tử. Nếu không thì như thế này, bây giờ cậu quỳ xuống nhận lỗi về mình. Tôi có thể không vì cậu mà hủy hoại Diệp gia, như vậy là đối tốt với mọi người. Thế nào, bảo tôi đi chết sao? Cậu vẫn không xứng đâu. Vô dụng, cậu thật sự để Diệp gia phải xa cơ vì cậu sao? La Tân, nếu như anh là một người đàn ông thì đừng liên lụy đến người khác. Im mồm, chuyện Diệp gia tôi không cần đến lượt cô quản đâu. Diệp đại tiểu thư, tên vô dụng này đã hại Diệp gia cô thành thế này rồi, cô còn nói giúp cho hắn ta làm gì? Đúng vậy đó, tên sao đổi như cậu ta, may mà Tần gia chúng tôi không đồng ý cho hôn ước của nó, nếu không cũng bị cậu ta liên lụy cho đến chết. Ha ha ha. Diệp Khuynh Thành, người đàn ông mà chị thích sao trông chẳng làm được gì vậy? Mọi người đều bảo đánh tên kia. Tôi nói lần cuối cùng, bây giờ cậu quỳ xuống cúi đầu nhận tội, tôi có thể bỏ qua cho Diệp gia. Tôi nói rồi, cậu không xứng. Thật ngông cuồng. Người đâu, đánh cậu ta tàn phế cho tôi. Cậu dám động vào xem. Diệp Tu, một chàng trai bảnh bao lại cũng học được cách bảo vệ người khác rồi. Liễu Minh, đây là địa phận của Diệp gia, hôm nay cũng được xem là Thiên Vương lão tử đến rồi, cậu cũng không thể ở đây đụng người của Diệp gia. Được, là cậu giỏi, nhưng cậu đừng quên chuỗi vốn của Diệp gia nhà cậu dường như sắp bị cắt đứt rồi. Diệp Khuynh Thành, tôi cho chị hai lựa chọn, một là Diệp gia sẽ bị hủy hoại, hai là chị ly hôn với người đàn ông này gả cho anh trai tôi. Tôi có thể sẽ không nghĩ đến chuyện đã qua, để lại vốn đầu tư cho Diệp gia 50 tỷ. 50 tỷ? Liễu Minh, tôi dù có chết cũng không bao giờ gả cho Liễu Thành. Cậu quên chuyện này đi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chu Đồng, huy động 50 tỷ để tiến hành phong tỏa Diệp gia. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ tỉnh Nam một xu cũng không được phép rơi vào tay Diệp gia cho đến khi Diệp gia phá sản. Vâng, Liễu Minh cậu thật đê tiện. Diệp Khuynh Thành, là do chị tự chuốc lấy. Tôi không thể chờ đợi được nữa rồi, muốn xem hình ảnh phá sản của Diệp gia trông như thế nào. Đến lúc đó, chị đừng tìm đến anh trai tôi, cầu xin anh ấy cưới chị, đùa như vậy là không vui đâu. Ta, ha ha ha. Cậu cười cái gì, tên danh kia, Diệp gia sắp xa cơ thất thế vì cậu rồi, cậu còn cười được à? Chỉ với 50 tỷ mà đã giúp cậu huynh hoang thế cơ à? Xem ra cậu vẫn chưa từng thấy cái gì tốt đẹp rồi đúng không? Này tên kia, cậu còn giả vờ cái gì? Chỉ với 50 tỷ, cậu có biết 50 tỷ là khái niệm gì không? 50 tỷ thôi mà, rất nhiều sao? Liễu thiếu gia, tên danh con này là một người dân vùng núi mà thôi. Cậu, đừng để cậu ta lừa mình. Không sai, tên này, níu kéo, Tần Lam không thành, liền đi níu kéo Diệp đại tiểu thư. Quả thực là một người không biết xấu hổ, đồ không biết xấu hổ ăn bám đàn bà. Hóa ra là như vậy. Diệp Khuynh Thành, đây là người đàn ông mà chị tìm sao? Trông đáng cười thật đấy. La Tân thì làm sao? Không đến lượt các người nói ra nói vào. La Tân, không cần đôi con nữa, chúng ta đi thôi. Không cần đâu. Nếu như họ đã không tin, thì để anh cho được mở mang tầm mắt. Kẻo đến sau này thấy được 50 tỷ, vẫn làm ầm ĩ như thế này. Ha ha ha. Tên danh này, cậu muốn cười chết bọn họ sao? 50 tỷ. Thân phận thấp kém như cậu, toàn thân trên dưới, lấy đâu ra 500 tệ? Được. Đừng nói 50 tỷ, nếu như cậu lấy ra được 10 tỷ, tôi không chỉ hủy bỏ phong sát cho Diệp gia, đồng thời, ngay lập tức cúi đầu nhận sai trước mặt cậu. Nếu như cậu không lấy ra được, vậy tôi sẽ hủy cả hai tay của anh. Thế nào, Liễu thiếu gia đã có nhã hứng như vậy, vậy Tào gia tôi cũng thêm một phần, nếu như cậu lấy ra được 10 tỷ, Tào gia tôi cũng sẽ bằng lòng cúi đầu xin lỗi cậu. Nhưng giả sử anh lấy không ra 10 tỷ, Tào gia tôi đánh gãy hai chân cậu. Được, tôi Tần gia cũng góp vui vậy. Mẹ, Lam Lam, tên tiểu tử này lần này đến lần khác sỉ nhục Tần gia ta, mẹ không nói những lời như vậy thì sống không bằng chết. Tiểu tử này, nếu như cậu lấy ra được 10 tỷ, Tần gia tôi cúi đầu với cậu,
nhận sai và đưa thêm cho cậu tất cả tài sản Tần gia đang có. Nếu như cậu không lấy ra được, vậy tôi sẽ cho người cắt đứt lưỡi cậu. Dám cược không? La Tân không cần. Không sao đâu, nếu các người đã tích cực như vậy, thì để tôi thỏa mãn các người. Trong thẻ này, có 10.000 tỷ. Mấy người các ngươi ai bắt đầu trước? Danh con, cậu điên rồi sao? Cậu tưởng già khùng già điên, Liễu thiếu gia sẽ bỏ qua cho cậu sao? Không ngờ rằng cậu có thể ngân hàng cơ đấy. Nào, tôi xem. Ái chà, còn vẽ một con rồng vàng nhỏ. Rồng vàng, lẽ nào là thẻ Hắc Kim Long? Cái gì cơ, là thẻ Hắc Kim Long? Chuyện này, sao có thể như vậy được? Sao cậu lại có thẻ Hắc Kim Long? Liễu thiếu gia, có phải cậu nhầm rồi không? Im đi. Cậu rốt cuộc là người như thế nào? Tôi là người thế nào không quan trọng. Ván cược chúng ta vừa cá cược rất quan trọng. Bây giờ các người thua rồi, nên thực hiện cá cược đi chứ. Tào thiếu gia, thẻ Hắc Kim Long là cái gì? Thẻ rồng, là thẻ ngân hàng mà tập đoàn Hắc Kim phát cho những khách hàng chủ chốt. Đồng thời, chỉ cần có những ông trùm có tài khoản vượt quá 500 tỷ mới có thể có được nó. Toàn thế giới không vượt quá 10 thẻ, còn thẻ Hắc Kim Long này, chỉ riêng giá trị của thẻ này cũng đã vượt qua hàng nghìn tỷ, sự giàu có bên trong nó càng không thể nào đo lường được. Quan trọng hơn là thẻ Hắc Kim Long đại diện cho tổng tập đoàn Hắc Kim, đại diện cho tập đoàn Hắc Kim. Nếu đã biết như vậy, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Sếp Tần, không ngờ tên ngạo mạn này lại giàu đến vậy. Đừng bảo tập đoàn Tần thị chúng ta đã bỏ lỡ rồng thật rồi nhé. Không thể nào, chắc chắn tên này không giàu thế đâu. Tôi biết rồi, chắc chắn tấm thẻ này là giả. Hắn đang lừa chúng ta. Giả à? Đúng thế, trong hội nghị đầu tư ở nhà họ Tần hôm qua, tên này đã tới ăn trực. Nếu tấm thẻ này là của hắn thật, hắn phải làm thế chắc. Đúng thế, cậu ta chỉ là đồ nhà quê thôi. Cậu ta có thẻ Hắc Kim Long kiểu gì được? Hóa ra là giả. Các người nực cười thật. Liễu thiếu gia, theo tôi nghĩ, chắc chắn Diệp Khuynh Thành đã cho hắn biết về tấm thẻ này, nên hắn tìm người làm giả để lừa người khác. Đúng đúng đúng. Nhưng cậu ta không ngờ rằng hôm nay lại gặp Liễu thiếu gia. Cậu là thiếu gia nhà họ Liễu ở thủ đô, có kiến thức sâu rộng. Kiểu gì cậu chẳng vạch trần được mánh khóe của cậu ta. Bà đừng nói bừa, tôi chưa bao giờ nói việc đó với La Tân. Tôi nói này, bản lĩnh đặt điều của các người khiến tôi nể thật đấy. Đủ rồi, La Tân không ngờ anh dám làm giả cả thẻ Hắc Kim Long. Lần này, có lẽ nhà họ Diệp cũng không bảo vệ nổi anh nữa đâu. Đúng thế, làm giả thẻ Hắc Kim Long tức là đối đầu với tập đoàn Hắc Kim. Thằng kia, hôm nay mày chết chắc rồi. Người đâu? Lôi hắn đi cho tôi. Lăng Trì xử tử. Người đâu? Lôi hắn đi cho tôi. Lăng Trì xử tử. Dám làm giả thẻ Hắc Kim Long, hôm nay tên nhãi này chết chắc. Đúng thế, đắc tội với cả nhà họ Liễu lẫn tập đoàn Hắc Kim. Ông trời có tới đây thì cũng không cứu nổi. La Tân, anh có nguyện vọng gì thì cứ nói đi. Lam Lam, con... Mẹ, dù sao con cũng từng có hôn ước với anh ta, con làm thế để bản thân được yên lòng. Ai? Tôi bảo nhé, nếu muốn biết tấm thẻ này là thật hay giả, các người cứ nhờ ai đó kiểm tra là xong có gì. Anh vẫn cố đấm ăn xôi đúng không? Hôm nay tôi sẽ khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng. Người đâu? Mang máy kiểm tra ra đây. Thằng kia, tao cho mày thêm cơ hội nữa. Nếu giờ mày thừa nhận tấm thẻ kia là giả, tao sẽ xin Liễu thiếu gia chỉ chặt tay chân và cắt lưỡi mày, rồi cho mày sống. Được không? Ha ha ha. Ý hay đấy. Tên kia, nếu anh thừa nhận, tôi sẽ cho anh làm một con chó bên cạnh tôi. Đến khi Diệp Khuynh Thành và anh tôi ngủ với nhau, tôi có thể cho anh canh cửa đấy. Liễu Minh, cậu im ngay cho tôi. Đừng so đo với thằng ngu làm gì. Kiểm tra đi. Thằng danh, không biết điều. Hôm nay, tao sẽ đích thân tiễn mày lên đường. Kiểm tra được thẻ Hắc Kim Long, quyền hạn cao nhất, số dư còn lại, 1.000 tỷ. Không ngờ lại có 1.000 tỷ thật. 1.000 tỷ, không ngờ trong tấm thẻ đó lại có tiền thật. Tấm thẻ này có tiền thật. Rốt cuộc La Tân có thân phận gì thế? Giờ, còn ai nghi ngờ nữa không? Sao anh lại có thẻ Hắc Kim Long? Rốt cuộc anh là ai hả? Cậu chưa có tư cách biết tôi là ai đâu. Cậu và các người nữa, giờ hãy thực hiện vụ cá cược. Quỳ xuống xin lỗi đi. Đúng thế, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, theo lời các người vừa nói đi. Còn nhà họ Tần thì đưa hết tài sản. Nhưng, sếp Tần, làm sao đây? Hay, cô xin anh ta bỏ qua cho chúng ta được không? Đúng thế. Lam Lam, giờ chỉ có thể dựa vào con thôi. La Tân, dù sao chúng ta cũng có hôn ước. Anh có thể là từng có hôn ước mới đúng. Giờ, tôi không còn quan hệ gì với nhà họ Tần các người. La Tân, may mà hồi nãy có Lam Lam nói đỡ cậu. Giờ cậu cứ phải dồn nhà họ Tần chúng tôi vào chỗ chết à? Cậu có lương tâm không? Được rồi, vậy tôi sẽ giúp các người một lần. Các người muốn trăng trối gì thì cứ nói đi. Nói xong thì quỳ xuống xin lỗi. Thực hiện vụ cá cược. Cậu định ép nhà họ Tần vào đường cùng à? Đúng rồi, Tào thiếu gia. Chẳng phải anh quen cấp cao nào đó của tập đoàn Hắc Kim à? Hay, anh xin người ta đi.
Đây là vụ cá cược giữa chúng ta và hắn, ai đến cũng vô dụng. Vậy phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải quỳ trước anh ta thật hả? Trời gây họa. Có thể trốn, chứ tự gây họa thì không tránh được đâu. Tôi biết rồi, La Tân. Mày gan thật. Lam Lam, chúng ta không cần quỳ đâu. Người phải quỳ là hắn mới đúng. Anh có ý gì, Liễu thiếu gia? Hắn đã ăn trộm tấm thẻ Hắc Long Kim này đấy. Trộm hả? Đúng vậy. Trước đó hắn đã trộm ngọc bội của Diệp Khuynh Thành, rồi đến nhà họ Tần để cầu hôn xong bị chúng tôi vạch trần. Anh đừng đặt điều nữa. Tôi đã đưa ngọc bội đó cho La Tân, Diệp Khuynh Thành. Cô đừng diễn nữa. Tuy Diệp lão gia đã được thần y Hoa chữa khỏi sau căn bệnh nặng, nhưng ông ấy chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Chắc ông ấy đã hôn mê rồi. Tên này lừa cô là chỉ mình hắn cứu được ông ấy rồi dùng chuyện này để ép cô, nên cô mới che giấu giúp hắn. Tào Thiếu Kiệt, anh nói bừa gì thế hả? Anh vất vả thật, còn bịa cả câu chuyện để không phải quỳ. Tự anh thấy đáng tin không? Tên kia, đừng nghĩ tao không biết. Mày đã ra tay với Diệp lão gia, tao cho mày biết. Tuy hôm đó Diệp lão gia đã được cứu tỉnh, nhưng chắc chắn mày lại dùng tà thuật với ông ấy, rồi kiểm soát ông Diệp, kiểm soát nhà họ Diệp, nên Diệp Khuynh Thành mới lấy người như mày. Thì ra tên này đã giở trò, nên Diệp Khuynh Thành mới cưới hắn. Thế thì dễ hiểu rồi. Này tên kia, tôi không cần biết anh trộm thẻ Hắc Kim Long từ đâu. Bây giờ đưa thẻ cho tôi ngay. Đó là thẻ của La Tân, sao phải đưa anh hả? Chị dâu, tôi biết chị bị tên này kiểm soát, nhưng chị cứ bình tĩnh. Sau khi tôi bắt tên này rồi dạy dỗ hắn xong, khi đó tôi sẽ giải quyết bệnh của ông chị giúp chị. Chị cứ ngoan ngoãn trở về nhà họ Liễu là được. Cậu đừng mơ. Tôi nói rồi, hôm nay không ai được động vào anh ấy. Diệp Khuynh Thành, chắc chị biết rõ, tên này đã trộm thẻ Hắc Kim Long, tức là đối đầu với tập đoàn Hắc Kim. Nhà họ Diệp của chị không cứu nổi hắn. Này nhãi, đây là hậu quả khi mày ra về đấy. Chờ chết đi. La Tân, rốt cuộc tấm thẻ này từ đâu ra thế? Đừng bảo anh trộm thật nhé. Thẻ này là của anh. Đó là thẻ mày trộm. Còn giả vờ cơ à? Rốt cuộc ai đang giả vờ thế? Thua không chịu nhận. Đó là bộ mặt thật của gia tộc lớn các người hà? Đừng nhiều lời nữa. Đưa tôi ngay. Sao cơ? Tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim đã tới Hải Thành. Sắp đến hội nghị đấu thầu rồi à? Lý Thanh Thanh, cô ấy đích thân mang dự án trăm tỷ tới cho mình à? Này tên kia, anh đen thật. Tôi vừa nhận được tin tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim đã tới Hải Thành, đang trên đường tới đây đấy. Tổng giám đốc của tập đoàn Hắc Kim là người nắm giữ cơ cấu kinh tế của thế giới, chỉ cần cô ấy dậm chân, cả tỉnh Nam sẽ phải rung chuyển. Đúng vậy, anh đoán xem họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ họ đến để điều tra chuyện mất trộm thẻ Hắc Kim Long à? Anh nói chuẩn rồi đấy. Tên kia biết điều thì ngoan ngoãn giao nộp thẻ Hắc Kim Long rồi tự sát tại chỗ. Có khi tổng giám đốc sẽ cân nhắc đến việc cho anh chết toàn thây. Vậy nếu tôi không làm thế thì sao? Thế thì không chỉ mình anh, tất cả những ai có liên quan tới anh, bao gồm nhà họ Diệp của cô và cả họ nhà anh, sẽ chết cùng anh ấy. Liễu thiếu gia, tên này đã cắt đứt quan hệ với nhà chúng tôi rồi. Chuyện cậu ta làm không liên quan tới nhà họ Tần tôi. Vậy phải xem ý của tổng giám đốc. Này anh kia, vẫn chưa đưa thẻ Hắc Kim Long đây à? Đừng để liên lụy người khác. Đúng. Tên này chết rồi còn muốn kéo người ta theo. Mau ra nộp thẻ Hắc Kim Long đi, không thì tự vươn cổ chờ chết. Đòi giết cả họ nhà tôi à? Cậu tin không? Nếu Lý Thanh Thanh gặp cả họ nhà tôi, cô ấy sẽ quỳ xuống dập đầu ngay đấy. To gan, dám gọi thẳng tên của tổng giám đốc à? Tao thấy mày chán sống rồi. Này anh, tôi có nghe nhầm không? Anh vừa bảo tổng giám đốc của tập đoàn Hắc Kim sẽ phải quỳ trước cả họ nhà anh à? Đúng rồi đấy, cậu không nghe nhầm đâu. Ngông cuồng, tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim nắm giữ cơ cấu kinh tế thế giới, đến cả nguyên thủ các quốc gia cũng phải kính cẩn khi gặp cô ấy. Người ta chỉ cần dí ngón tay thôi là đã đủ nghiền chết anh rồi. Anh dám sỉ nhục cô ấy hả? Tôi thấy cho dù hôm nay anh muốn chết thì cũng không dễ thế đâu. Đúng vậy, đến cả nhà họ Liễu tôi cũng không dám nói thế trước mặt tổng giám đốc. Chỗ dựa của anh, nhà họ Diệp, chỉ là con kiến mà tổng giám đốc có thể tiện tay bóp chết thôi. Anh lấy đâu ra lá gan để sỉ nhục cô ấy ở đây thế? Vậy à, nếu cô ấy nghe thấy anh khen như thế, chắc cô ấy sẽ vui lắm đây. Im ngay. Tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim là huyền thoại kinh doanh, người như mày có tư cách bàn tán về cô ấy hả? Liễu thiếu gia, La Tân sỉ nhục tổng giám đốc như thế, nếu tổng giám đốc biết chắc chắn sẽ trách tội. Mong anh mau bắt hắn đi. Đúng thế, đánh gãy chân tên này rồi giao cho tổng giám đốc xử lý. Đúng, đánh gãy chân hắn đi. Đánh gãy chân hắn, đánh gãy chân hắn. Này anh thấy chưa, anh sỉ nhục tổng giám đốc tức là đối đầu với mọi gia tộc ở Hải Thành. La Tân, mau đi đi. Yên tâm, cỡ họ vẫn chưa làm gì được anh. Này anh, tôi mong rằng lát nữa khi bị đánh gãy chân anh vẫn ngông thế này. Xông lên cho tôi. Tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim Lý Thanh Thanh đến. Không ngờ tổng giám đốc lại tới thật. Tổng giám đốc là huyền thoại kinh doanh, không ngờ mình lại may mắn nhìn thấy cô ấy.
La Tân. Hay anh đi trước đi, lát nữa tổng giám đốc tới, em sẽ đỡ cho anh, yên tâm. Không sao đâu, nghe nói gần đây tập đoàn Hắc Kim sẽ có động thái lớn ở Hải Thành. Không ngờ tổng giám đốc lại đích thân đến. Chẳng lẽ là vì thẻ Hắc Kim Long à? Tôi là Liễu Minh của nhà họ Liễu, chào mừng tổng giám đốc tới đây. Liễu Minh, anh đến đây làm gì? Tổng giám đốc, ban đầu tôi chỉ đi ngang qua thôi, không ngờ lại gặp một tên ngông cuồng. Chẳng những hắn trộm thẻ Hắc Kim Long, mà còn ỷ có Diệp Khuynh Thành làm chỗ dựa, dám ăn nói hỗn hào với tổng giám đốc. Tôi chuẩn bị bắt hắn lại, rồi dạy cho hắn một bài học. Anh xứng à? Có chuyện gì vậy, tổng giám đốc? Cô đánh nhầm rồi à? Tên này mới là người trộm thẻ. Chúng tôi và Liễu thiếu gia đang lấy lại thẻ giúp cô. Im ngay, ở đây đến lượt anh nói à? Tổng giám đốc, La Tân không biết ý nghĩa quan trọng của thẻ Hắc Kim Long nên mới tự tiện lấy. Nhà họ Diệp tôi sẵn sàng chuộc tội ạ. Cô muốn chuộc tội thay anh ấy à? Vâng, hay cho câu chuộc tội. Nhưng chỉ với nhà họ Diệp các người thì có chuộc nổi không? Chắc chắn nhà họ Diệp sẽ dốc toàn lực, dù có phủ rồi. Lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô sau. Anh đang cầm thẻ Hắc Kim của tôi. Còn sỉ nhục tôi trước mặt mọi người à? Đúng thế. Này tên kia, anh chán sống à? Láo thật, dám hống hách thế trước mặt tổng giám đốc. Đúng là không biết điều. La Tân, đến nước này rồi mà anh vẫn cậy mạnh à? Cậy mạnh hả? Tổng giám đốc, chỉ cần cô nói một tiếng, chúng tôi sẽ bắt hắn. Để cô xử lý ngay. Tổng giám đốc bớt giận, La Tân lỡ lời chứ không có ý xúc phạm đâu. Nhà họ Diệp tôi sẵn sàng chuộc lỗi với cô bằng nửa gia sản. Diệp Khuynh Thành, cô điên rồi hả? Cô định từ bỏ một nửa nhà họ Diệp vì người như thế ư? Diệp đại tiểu thư, cô định từ bỏ gia sản vì người như vậy, có đáng không? Đáng. Vì anh ấy là người đàn ông của Diệp Khuynh Thành này, mong tổng giám đốc nâng tay. Lý Thanh Thanh, quậy đủ chưa? Anh đừng nói nữa. Tổng giám đốc bớt giận, La Tân ăn nói lỗ mãng. Nhà họ Diệp tôi sẵn sàng chuộc lỗi với cô bằng 8/10 gia sản. 8/10 à? Tôi có thừa tiền. Chà. Nhưng nếu cô đi theo tôi sẽ rất đồng ý đấy. Sao cơ? Giờ nhà họ Diệp chỉ dựa vào mình Diệp Khuynh Thành. Cô ấy muốn Diệp Khuynh Thành, tức là muốn nhà họ Diệp chết à? Quả báo đấy, ai bảo cô ta không tự hiểu lấy mình. Chỉ cần cô tha cho La Tân, tôi đồng ý. Lý Thanh Thanh, cô lại ngứa đòn à? Láo. Tổng giám đốc muốn Diệp Khuynh Thành làm đồ chơi, đó là phúc của cô ta. Nếu anh vẫn dám chen ngang, tin tôi lột da anh không hả? Câm miệng. Người đàn ông của tôi đang nói chuyện, liên quan tới anh à? Người đàn ông hả? Sao cơ? Tổng giám đốc nói, La Tân là người đàn ông của cô. La Tân, chuyện gì đây? Cô đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Lý Thanh Thanh, tự cô nói đi, cô là gì của tôi hả? Sư phụ. Đồ nhi nhớ người chết mất. Sư phụ à? Các người nghe rõ đây, La Tân là chồng chưa cưới của tôi. Sau này, ai dám đối đầu với anh ấy thì cũng là chống đối cả tập đoàn Hắc Kim của tôi. Sao có thể chứ? Sao cơ? Hắn là chồng chưa cưới của tổng giám đốc. Còn là chồng Diệp Khuynh Thành à? Trời, thế giới này điên cuồng quá. Xong rồi. Trước đó mình đắc tội La Tân như thế, có lẽ nhà họ Tào to rồi. Xong rồi, xong rồi, nhà họ Tần cũng xong rồi. Sếp Tần, trước đó La Tân cũng là chồng chưa cưới của cô đúng không? Hay, đúng thế. Lam Lam, con không thể bỏ qua người đàn ông xuất sắc thế được. Đã xé giấy hôn ước rồi. Hơn nữa anh ta cũng có vợ thì sao? Đàn ông tốt, có 5 thê 7 thiếp, thì sao chứ? Giờ, một người là tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim, một người là Diệp đại tiểu thư. Cho dù con làm người xấu, thì cũng không thể để mất mặt. Nhưng, Lý Thanh Thanh, tôi cho cô biết, cô đừng nói linh tinh nữa, tôi đã kết hôn rồi. Đây là sư nương của cô, kết hôn thì sao? Kết hôn xong vẫn ly hôn được mà. Dù sao, đời này em chỉ cưới anh thôi. Lý Thanh Thanh, lại ngứa đòn đúng không? Kết hôn thì ngon à? Anh La, trước đó tôi có mắt không tròng, xúc phạm anh, mong anh bỏ qua cho. Đúng đúng đúng, chúng tôi sai rồi. Cậu La, cậu rộng lượng, bỏ qua cho chúng tôi nhé. Bỏ qua cho bà Hà, được. Vậy hoàn thành vụ cá cược giữa chúng ta trước đó đi. Đúng thế. Tất cả các người, quỳ xuống xin lỗi đi. Còn về nhà họ Tần phải dâng hết tài sản. La Tân, cậu muốn nhà họ Tần tôi hoàn toàn xong đời chứ gì? Hình như tôi không phải người nói sẽ tặng nhà họ Tần cho tôi đâu. Trời gây họa, còn trốn được, chứ tự gây họa thì không thể tránh. Trước ngày mai, nhà họ Tần hãy dâng hết gia sản lên đi. Nếu không, tôi sẽ lấy giúp sư phụ tôi đấy. Anh La, xin lỗi, tôi sai rồi. Đến lượt anh, tổng giám đốc. Nhà họ Liễu tôi đã làm trâu làm ngựa cho tập đoàn Hắc Kim. Cô định giúp người ngoài ức hiếp nhà họ Liễu như thế à? Vậy hả? Anh không nói thì tôi cũng quên đấy. Từ hôm nay, thu hồi hết quyền sở hữu của nhà họ Liễu ở tập đoàn Hắc Kim. Tất cả người nhà họ Liễu sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Hắc Kim. Những người từng hợp tác với nhà họ Liễu cũng bị đuổi khỏi tập đoàn Hắc Kim nốt. Cô, tôi cũng tặng cậu câu này, tác giả ác báo. Được rồi, quỳ đi. Tên kia, anh tưởng anh thắng chắc rồi à? Tôi nói cho anh biết, anh cả tôi sắp được sắc phong làm huyền vũ hộ pháp của Long Điện rồi. Long Điện à? Khi đó, ngay cả tập đoàn Hắc Kim cũng không làm gì được nhà họ Liễu đâu.
nhà họ Diệp cũng sẽ bị tiêu diệt trong một nốt nhạc. Anh là cái thá gì mà dám bảo tôi quỳ hả? Thiên Sách Thượng Tướng sắp trở thành hộ pháp Long Điện. Có lẽ đại hạ này sắp thay đổi rồi. May mà hồi nãy chúng ta không đắc tội với Liễu thiếu gia, nếu không, có lẽ chúng ta cũng khó sống. Tào thiếu gia, hộ pháp Long Điện là gì vậy? Nếu tập đoàn Hắc Kim là nơi giàu nhất đại hạ, thì Long Điện là đỉnh quyền lực của thế giới. Nghe nói, từ trước khi đại hạ dựng nước, Long Điện đã tồn tại, để trấn giữ Long Mạch rồi. Đến cả sự hưng thịnh hay suy vong của thiên hạ cũng phụ thuộc vào suy nghĩ của Long Chủ Long Điện. Có thể nói đó là bậc siêu nhiên ở thế gian. Đúng thế, hộ pháp Long Điện chỉ nghe lệnh Long Chủ. Địa vị cũng thua mỗi Long Chủ Long Điện và Thái Thượng Trưởng Lão thôi. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Sau khi anh cả tôi được sắc phong làm huyền vũ hộ pháp, ngay cả trung tâm tử kim của đại hạ cũng phải quỳ. Không ngờ Long Điện lại đáng sợ đến thế. Tức là, tên này đã giành người phụ nữ của huyền vũ hộ pháp. Chẳng phải, cậu ta chết chắc rồi à? 3 ngày sau, là lễ sắc phong của anh cả tôi. Tên kia, cố gắng trân trọng 3 ngày này đi, vì đến lúc đó, bất kể anh có thân phận gì, thì cũng phải chết. Có lẽ anh phải thất vọng rồi. Nếu chỉ là huyền vũ hộ pháp của Long Điện, thì vẫn chưa giết nổi tôi đâu. To gan. Ai? Dám coi thường cả Long Điện hả? Anh. Liễu Thành, không ngờ anh ta đến thật. Đó là đại thiếu gia nhà họ Liễu, Thiên Sách Thượng Tướng trong lời đồn à? Không ngờ Thiên Sách Thượng Tướng lại đích thân đến. Lần này, nhà họ Diệp và tên này xong đời rồi. Lam Lam, nếu qua được, người máu mặt cỡ này coi trọng, chẳng phải nhà họ Tần ta sẽ được cứu rồi à? Anh phải phân xử cho em nhé. Chẳng những cô ả này đánh em, mà còn đuổi nhà họ Liễu khỏi tập đoàn Hắc Kim. Y ngay. Thấy chưa đủ mất mặt à? Cút về nhà. Tự nhận 40 roi đi. Vâng, chúng ta đi. Thiên Sách Thượng Tướng này oai thật. Lý Thanh Thanh, nhà họ Liễu tôi tự biết, nên dạy người nhà họ Liễu làm việc thế nào. Chắc chắn hôm khác tôi sẽ báo đáp ơn dạy thay của cô. Chắc tôi sợ anh đấy. Này cậu kia, cậu to gan thật, dám giành phụ nữ với tôi. Liễu Thành, tôi không có quan hệ gì với anh cả. Hồi trước không có, sau này lại càng không. Nực cười, làm gì có chuyện Liễu Thành này không lấy được thứ mình muốn chứ. Diệp Khuynh Thành, cô và người ngoài cùng chèn ép nhà họ Liễu tôi, lẽ ra tôi phải giết cả nhà cô, nhưng giờ tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng. Một là cô ngoan ngoãn nằm lên giường của tôi, hai là trơ mắt nhìn nhà họ Diệp của cô bị tiêu diệt. Liễu Thành, anh mơ à? Dù có chết, tôi cũng không cưới anh. Ngoan cố mất khôn, vậy đừng trách tôi ác. Bắt cô ta lại cho tôi. Vâng, ai cho anh can đảm để động tới người phụ nữ của tôi vậy? Có người chán sống như cậu thật à? Được thôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nói đi, cậu là ai? Liễu thiếu gia, anh không biết rồi. Đó chỉ là một tên nghèo ăn bám phụ nữ thôi. Đúng thế, hồi trước tên vô dụng này còn đòi trèo cao định cưới Tần Lam nhà tôi đấy. Sao cậu ta không tự soi mặt mình trong nước tiểu xem? Chỉ với nhà họ La lụng bại của cậu ta xứng chắc nhà họ La Hà. Đúng thế, chính là nhà họ La huy hoàng ở thủ đô vào mười mấy năm trước. Năm đó nhà họ La như mặt trời ban trưa, không ngờ chỉ trong một đêm cả nhà đã bị giết sạch. Giờ chỉ còn mình cậu ta thôi mà vẫn dám gây chuyện ở đây. Ha ha ha, thì ra là tàn dư chạy thoát của nhà họ La năm đó. Tốt quá rồi, xem ra tôi không phải phí công tìm cậu nữa. Tàn dư à, nhà họ Liễu các người cũng tham gia vào chuyện năm đó, biết cũng vô dụng thôi. Dù sao sâu kiến như cậu cũng không gây nổi sóng gió gì. Chưa chắc. Đủ rồi, đừng nhiều lời nữa. Nếu hôm nay đã gặp cậu, tôi đây cũng tích đức cho cả nhà cậu đoàn tụ. Giết hắn cho tôi. Vâng, dừng tay. Nếu ai dám động đến La Tân, nhà họ Diệp sẽ sống chết đến cùng với người đó. Diệp Khuynh Thành, cô điên rồi hả? Cho dù cô thích anh ta thì cũng không đáng để đánh cược bằng cả nhà họ Diệp đâu. Hừ, trước Long Điện, nhà họ Diệp cũng chỉ là con kiến to hơn một tí, vậy mà cũng đòi chống lại Long Điện à? Đúng thế, Long Điện là thế lực số một đại hạ, chỉ mình nhà họ Diệp là cái thá gì mà đòi bảo vệ tên này chứ? Đừng ai hòng động vào người đàn ông của Diệp Khuynh Thành này. Tên kia, cậu giỏi ăn bám thật, nhưng cậu nghĩ một người phụ nữ như Diệp Khuynh Thành có thể bảo vệ cậu chu toàn à? Nhà họ Liễu tôi vốn là gia tộc hàng đầu ở thủ đô, cao hơn nhà họ Diệp một bậc, chứ chưa bàn đến việc tôi sắp được sắc phong làm huyền vũ hộ pháp của Long Điện, nắm giữ quyền sinh sát của Long Điện, có thể khuấy động thiên hạ này. Nếu tôi muốn giết người, vẫn chưa có ai trong đại hạ ngăn nổi đâu. Đúng thế, dám giành phụ nữ với Thiên Sách Thượng Tướng à? Tôi thấy cậu ngông cuồng thật. Tên kia, mau quỳ xuống xin Thiên Sách Thượng Tướng tha cho đi, nếu không anh cũng không sống nổi nữa. Đúng vậy, đúng vậy, mau quỳ đi. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, các người im hết cho tôi. La Tân là sư phụ tôi, còn ai dám hò hét bắt anh ấy quỳ thì cũng có nghĩa là khai chiến với tập đoàn Hắc Kim đấy. Lý Thanh Thanh, cô liên tục thách thức nhà họ Liễu tôi, vì tên này cô tưởng tôi không dám làm gì cô? Liễu Thành, giờ tôi khuyên anh nên quỳ xuống xin lỗi sư phụ tôi đi, nếu làm chậm không ai cứu nổi anh đâu. Nực cười,
hắn chỉ là một tên núp váy phụ nữ. Tên đó có tư cách bắt tôi quỳ hả? Anh sai rồi, tôi chưa từng dựa dẫm vào bất cứ ai. Liễu Thành, tôi cho anh một cơ hội để nói ra sự thật về việc nhà họ La bị tiêu diệt năm đó. Tôi sẽ cho anh chết toàn thây, chán sống à? Gì vậy? Không ngờ La Tân lại có võ nghệ. Danh con, không ngờ cậu cũng có bản lĩnh đấy. Nói nhảm nhiều quá, hãy nói ra chuyện năm đó. Tôi cho anh toàn thây, ngông cuồng. Cậu nghĩ mình xử lý được vài con tép diêu là có tư cách ra đấu với tôi sao? Chẳng qua ba ngày sau là lễ sắc phong của tôi. Mấy ngày nay tôi phải kiêng, bằng không tôi đã cho cậu rơi đầu. Sợ chính là sợ, ra vẻ cái gì? Được cười, tôi đường đường là võ đạo tông sư. Tôi sợ cậu ta chắc. Danh con, chẳng phải cậu muốn biết chân tướng sao? Được, tôi cho cậu cơ hội. Chỉ cần cậu có tư cách tham gia lễ sắc phong của tôi, đến khi đó tôi sẽ cho cậu biết chân tướng. Được chứ? Được, tôi để ông sống thêm 3 ngày. 3 ngày sau, ai chết trong tay ai còn chưa biết được. Còn cô nữa, Diệp Khuynh Thành, tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Nếu trong vòng 3 ngày cô vẫn chưa đầu hàng nhà họ Liễu, ngày tôi trở thành Huyền Vũ hộ pháp của Long Điện sẽ là ngày nhà họ Diệp bị tiêu diệt. Chúng ta đi. Phế vật này dám khiêu chiến thượng tướng Thiên Sách, đúng là chán sống. Đúng, Diệp Khuynh Thành lại vì tên vô dụng này suýt rơi vào kết cục bỏ mạng, gia tộc bị diệt. Đúng là nực cười, danh tiếng lớn như thế thật ra cũng chỉ là kẻ ngu. Xem ra ngày tàn của nhà họ Diệp không còn xa nữa. Đám ngu ngốc các người biết gì, chỉ là một tên Huyền Vũ hộ pháp, cho rằng hắn có thể làm gì sư phụ tôi được sao? Ừ, không biết lược sức, có phải ai đó đã quên gia sản nhà mình không còn thuộc về mình nữa. Buổi tiệc hôm nay chấm dứt tại đây, mời các vị về cho. Lam Lam, đi. La Tân, chúng ta không thể dây vào Long Điện. Hay là anh ra nước ngoài lánh nạn đi? Không sao, chỉ một Long Điện, không có gì to tát. Đúng thế, cô xem thường sư phụ tôi rồi. Khuynh Thành, à thì anh có chút chuyện với Thanh Thanh, hay là em hãy về trước đi. Được. Sư phụ, bây giờ là ban ngày. Anh, đưa em đến phòng ngủ. Không ổn lắm đâu, Lý Thanh Thanh. Có phải cô đã quên gì không? Mấy chuyện vật đó để nói sau. Sư phụ, hôm nay em đã giúp anh. Anh định cảm ơn em thế nào? Vậy cô muốn gì? Đương nhiên là cái này rồi. Sư phụ, anh làm gì thế? Anh mau thả em ra, tôi không cho cô một bài học. Loại nghịch đồ như cô sắp cưỡi lên đầu tôi rồi. Nói đi, rốt cuộc Long Điện làm sao? Em nói còn chưa được sao? Anh và ba vị sư tỷ lên núi tu luyện nhiều năm, không màng thế sự, Long Điện như rắn mất đầu. Cho nên một số kẻ lòng dạ bất chính muốn làm tu hú chiếm tổ, Liễu Thành chính là một con cờ của họ. Theo em biết, nghi thức sắc phong 3 ngày sau là do nghe anh sắp xuống núi nên tổ chức cho anh đấy, mục đích là thăm dò năng lực của anh, xem họ có thể thao túng anh không. Hóa ra là thế. Nói vậy, kẻ năm đó diệt nhà họ La trốn ở trong Long Điện. Không sai. Tuy người này che giấu rất kỹ, nhưng dựa vào thực lực của nhà họ Liễu năm đó, căn bản không thể diệt nhà họ La. Đúng rồi, em còn một manh mối. Nói đi, Tần Dạng, ông nội của Tần Lam, năm đó là người hầu của nhà họ La. Lúc nhà họ La bị diệt, ông ta ra ngoài thu mua, cho nên chuyện nhà họ La chắc chắn ông ta biết. Có điều, hiện giờ Tần Dạng biến thành người thực vật rồi. Người thực vật. Này, mọi người đều ở đây hả? La Tân, chuyện hôm nay Khuynh Thành đã nói với mọi người. Cháu yên tâm, nhà họ Diệp tuyệt đối không phải kẻ lấy oán báo ơn. Đúng vậy, anh nhà họ Diệp chúng ta đồng hành với anh. Mọi người yên tâm, một nhà họ Liễu chưa thể làm gì tôi. Mọi người không cần lo. Thấy cháu như vậy, ông yên tâm rồi. Cũng không còn sớm. Mọi người, không quấy rầy vợ chồng cháu nữa. Chúng ta đi thôi. Còn không đi. Ây da, bố, đi, nhìn đi, đi. Vợ, sao đột nhiên lại giận? Anh nói đi, anh và Lý Thanh Thanh rốt cuộc có quan hệ gì? Cô ấy là đồ đệ của anh, cô ta là tổng giám đốc tập đoàn Hắc Kim, sao có thể là đồ đệ của anh? Ngốc ạ. Em biết núi Côn Luân không? Núi Côn Luân, nơi người ta đồn có thần tiên ở đó sao? Không sao, anh là tiên trên núi Côn Luân. Cho nên,
Lý Thanh Thanh mới nhận anh làm sư phụ. Được được, anh giỏi bịa nhất. Ây da, được rồi. Phải rồi. Tặng em một món quà. Đây là... đây là hợp đồng 100 tỷ của tập đoàn Hắc Kim, vốn định đưa em trong buổi tiệc, nhưng không ngờ, bị Liễu Thành phá đám. Thích không? Tốt quá. Có hợp đồng 100 tỷ này, em có lòng tin, khiến nhà họ Diệp phất lên lần nữa. Liễu Thành không dám tùy tiện bắt nạt chúng ta nữa. Vợ, em yên tâm đi, nhà họ Liễu. Chỉ như tên hề, em không cần lo, anh sẽ xử lý tốt. Ừm, em tin anh. Em cười gì? Em đang nghĩ, nếu để Tần Lam biết, người đàn ông cô ta vứt bỏ là anh hùng cái thế, không biết sẽ hối hận đến mức nào. Vậy sao? La Tân, hửm, anh có thể nói cho em biết không? Em muốn biết, rốt cuộc anh là người thế nào? Được chứ? 15 năm trước, anh còn là tiểu thiếu gia của nhà họ La ở Đế Đô, sinh ra đã là đứa con của trời. Chào thiếu gia. Nhưng vào cái đêm đó, tất cả đã thay đổi. Đừng lên tiếng. Nghe lời mẹ. Cố mà sống sót. Sau đó, anh theo sư phụ lên núi, học đạo thuật. Chuyện xảy ra sau đó, em cũng biết rồi. Thật không ngờ, anh còn có quá khứ như thế. Vậy bây giờ anh định thế nào? Anh vừa nhận được tin, Tần Dạ, ông nội của Tần Lam, có thể sẽ biết cái gì đó. Em sẽ cho người đi điều tra địa chỉ Tần Dạ. Được. Sếp Tần, do tập đoàn Hắc Kim tấn công, các đối tác đã hủy hợp tác với chúng ta. Tiếp tục thế này, Tần Thị sẽ phá sản. Phá sản sao? Không sao đâu gì. Thiên sách thượng tướng Liễu Thành hiện đang ở tỉnh Nam. Chỉ cần làm thân với nhà họ Liễu, hai nhà Tào Tần chúng ta vẫn có thể trở thành gia tộc hàng đầu. Nhưng sắp đến lễ sắc phong, Thiên sách thượng tướng có thời gian tiếp nhận hai nhà Tần Tào chúng ta không? Yên tâm đi Lam Lam, bố anh đã kết giao với nhà họ Liễu. Nhà họ Liễu đã hứa cho chúng ta một tấm thiệp mời tham dự lễ sắc phong vào 3 ngày sau. Thật sao? Ây da, Tào thiếu gia là cứu tinh của nhà chúng ta. Khiêm tốn, chút chuyện nhỏ thôi, chỉ cần có thể bám lấy nhà họ Liễu, vậy nhà chúng ta, tập đoàn Tần Thị, sẽ có hy vọng rồi. Alo. Cái gì? Ông nội tôi sắp không xong rồi. Lam Lam, yên tâm đi, Tần lão gia sẽ không sao đâu, hy vọng là vậy. Ây ra sao cái số nhà họ Tần chúng ta khổ thế? Đó là La Tân sao? Sao anh ta ở đây? Lại là thằng phế vật này, đi đâu cũng có thấy gặp. La Tân, anh đến đây làm gì? Tôi đến thăm Tần lão gia, tiện thể hỏi chút chuyện. La Tân, lẽ nào anh không biết ông nội tôi hôn mê bất tỉnh sao? Anh cố ý nói mấy lời này kích thích tôi đúng không? Hôn mê bất tỉnh, không sao. Dù ông ta biến thành người thực vật, tôi cũng có thể chữa khỏi. Chữa khỏi? Cậu nghĩ mình là thần y thật sao? Một thằng người rừng như cậu, cậu biết chữa bệnh sao? Y thuật thì không biết, tiên thuật thì có một chút. Tần lão gia, chỉ cần vẫn còn thở, tôi có thể cứu ông ấy. Đủ rồi. La Tân, trước kia anh gài bẫy tôi có thể không so đo với anh. Nhưng hôm nay, tôi tuyệt đối không cho phép anh quấy rầy ông tôi. Mời anh đi ngay, tôi nói rồi. Bất kể là bệnh gì, tôi cũng có thể chữa. Nhường đường. Mày chắc chứ? Lại nhắc tiên thuật với tao. Mày thôi đi, được không? Bác sĩ, bố tôi sao rồi? Vô phương cứu chữa, chuẩn bị hậu sự. Cái gì? Lão gia, sao ông lại đi như thế? Ông muốn bọn con sống thế nào đây? Dì, dì đừng vội đau lòng. Bác sĩ Lý đang ở nhà họ Tào, cháu có thể mời ông ấy đến. Anh nói, bác sĩ Lý của thần y môn. Đúng vậy. Thật sao? Tào thiếu gia, vậy thì nhờ anh, em yên tâm. Cậu nhìn người ta đi, Tào thiếu gia mới là giúp đỡ, đâu giống phế vật như cậu. Nói dối không biết ngại, còn nói mình biết chữa bệnh, đúng là hoang đường. Thế nào? Dù, cháu đã liên lạc với Thẩm Thiên, ông ấy đang đến đây. Dì yên tâm, có Thẩm Thiên, mạng của Tần lão gia dù là Diêm Vương cũng không lấy đi. Bố, bố, ông nội cố lên, sắp có người đến cứu ông rồi. Trận pháp, ai cho cậu vào? Mau ra ngoài, không phải bệnh. Đây là trận pháp hoành hành, nếu không lập tức giải quyết, trong vòng 1 canh giờ, ông ấy sẽ chết. Cậu im miệng đi. La Tân, cậu có còn là con người không? Lão gia và cậu không thù không oán, hôm nay chỉ còn lại một hơi thở. Cậu còn chủ ẻo ông ấy, tôi nói rồi, không phải bệnh. Trừ khi tôi ra tay, bất kể bác sĩ nào đến, cũng không cứu được. Anh, kẻ nào dám ăn nói ngông cuồng ở đây?
có bệnh gì mà thần y môn không chữa được. Danh y Lý, tên nhóc này, chỉ là một tên thích lòe thiên hạ. Ông không cần để ý. Lam Lam, đây chính là danh y Lý. Danh y Lý, cầu xin ông cứu ông nội tôi, được. Mời. Cơ thể yếu lạnh, mạch tượng hỗn loạn. Bệnh của Tần lão gia không đơn giản. Danh y Lý, chỉ cần ông có thể cứu ông nội nhà tôi, họ Tần sẽ hậu tạ. Đúng đúng, lương y như từ mẫu. Nếu tôi đã đến, tất nhiên sẽ không làm ngơ chuyện này, chỉ cần ba châm. Lão gia sẽ cải tử hồi sinh. Này, ông đang cứu người hay là giết người? Danh y Lý, tên này đến phá đám, ông đừng để ý, ngay cả bệnh và tà túy cũng không phân biệt. Bà cho rằng ông ta có thể chữa sao? Sư phụ tăng ngang của ông rốt cuộc đã dạy ông bao nhiêu? To gan, dám sỉ nhục sư phụ tôi, để xem hôm nay tôi xử cậu thế nào. Cậu không lo chữa bệnh cứu người, còn có tâm trạng đấu đá. Thần y môn các người chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh sao? Cậu điên rồi, cậu đang nói gì thế? La Tân, bản thân may mắn được một lần thì nghĩ mình là thần y thật à? Danh y Lý là khách quý chúng tôi mời đến. Mày dám ra tay với ông ấy, cản trở ông ấy chữa bệnh cho lão già, mày có mấy cái mạng cũng không đền được. Tôi nói rồi, với trình độ của ông ta, không chữa được, cậu sỉ nhục sư môn tôi. Danh con, cậu chán sống à? Danh y Lý bớt giận. La Tân, anh mau xin lỗi danh y Lý đi, bảo tôi xin lỗi. Loại lang băm hay cả bệnh cũng không phân biệt được, không xứng, cũng không nhận nổi. Danh con, cậu ăn nói ngông cuồng, kiêu căng ngang ngược, đừng nghĩ mình có chút bản lĩnh thì có thể làm trời làm đất ở đây. Cậu sỉ nhục sư phụ tôi, không ai cứu cậu nổi. Không ngại nói cho cậu biết, sư phụ tôi được tiên nhân chỉ điểm là y thánh cao quý, chỉ cần một câu nói của ông ấy, đại hạ 18 triệu km vuông không có chỗ cho cậu dung thân. Sư phụ ông giống ông, chỉ là hạng vô dụng. Thần y môn, đừng ra ngoài lừa gạt người ta nữa. Đồ điên, cậu dám ăn nói ngông cuồng, không biết sống chết là gì. Thần y môn nổi giận, e rằng anh đến chỗ chôn thân cũng không có. La Tân, anh không sợ chết thật sao? Uy phong của thần y môn chẳng phải chúng ta đã thấy rồi sao? Chỉ có thế thôi. Danh con, bây giờ cậu xin tha cũng đã muộn, tôi đã nhắn tin cho sư phụ, ông ấy sắp đến đây rồi, cậu chờ mà, chịu chết đi. Hừ, đắc tội thần y Hoa, cả nhà họ Diệp cũng không thể bảo vệ mày. Hôm nay nợ cũ nợ mới tính luôn một thể. Vậy sao, chỉ sợ Hoa thần gặp tôi cũng phải cung kính dập đầu. Phách lối thật, là kẻ nào có bản lĩnh như thế dám bảo Hoa mỗ này dập đầu? Danh con, sư phụ tôi đến để rồi, xem cậu sẽ chết thế nào. Vậy sao, tôi dám đánh cược sư phụ ông không dám làm gì tôi. Thần y Hoa đến rồi, anh vẫn ăn nói ngông cuồng. Danh con, đừng quá kiêu căng, sư phụ tôi tuyệt đối không tha cho cậu, còn không mau quỳ xuống dập đầu. Không sai, nếu hôm nay mày có thể sống sót ra khỏi đây, tao sẽ quỳ xuống gọi mày là ông nội. Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ nhỉ. Anh có tin lát nữa kẻ quỳ xuống dập đầu chắc chắn không phải tôi không? Nói hưu nói vượng, tôi thấy cậu điên rồi thì phải, đúng là không biết trời cao đất dày. Sư phụ, chính là tên nhóc này ăn nói bất kính, nhiều lần sỉ nhục y thuật thần y môn, còn không xem người ra gì, tưởng rằng tôi hành y nhiều năm chỉ có lòng dạ Bồ Tát, không biết mạnh tay là gì sao? Thần y Hoa bớt giận, đúng là nơi này có khách không mời mà đến, nhưng ông tôi bệnh nặng nằm liệt giường, có thể xin ngài chữa trị thay ông ấy không? Lát nữa hãy xử lý cũng không muộn, xử lý một tên tiểu nhân không mất bao lâu đâu. Thần y Hoa, tên nhóc này lần trước đã bà chiếm công lao cứu người của ngài, được nhà họ Diệp coi trọng, giờ còn bất chính với ngài, tuyên bố muốn giải tán thần y môn của các ngài, ngài nhất định phải dạy dỗ hắn ta một trận. Thần y Hoa, tên nhóc này không liên quan đến nhà họ Tần chúng tôi, ngài cứ dạy dỗ, tuyệt đối đừng bỏ qua. Đúng, chính là cậu ta, cậu ta không xem người ra gì. Là cậu ta. Câm miệng. Sư phụ, sao ngài đến con? Hoa thần của thần y môn thỉnh tội với La tiên sinh. Sư phụ, tại sao người phải xin lỗi cậu ta? Rõ ràng là cậu ta xin thần y môn chúng ta. Câm miệng. Biết ngài ấy là ai không? Ngài ấy. Tóm lại, cậu còn dám bất kính với La tiên sinh, tôi sẽ trục xuất cậu. Đồ nhi không dám, đứng lên đi. Dạ. Rốt cuộc phế vật này là ai? Sao ngay cả thần y cũng cung kính với hắn như thế? Hỏng rồi. Thần y Hoa, thân thiết với La Tân như thế. Vừa rồi, mình sỉ nhục cậu ta như thế, có khi nào ông ấy không chữa bệnh cho lão ra không? Thần y Hoa, ông nội tôi đang nguy kịch. Lương y như từ mẫu, xin ngài giơ cao đánh khẽ, cứu lấy ông ấy. Việc này, thần y Hoa, vừa rồi tôi nói không phải bệnh, mà là trận pháp và vu cổ. Họ không tin, vậy làm phiền thần y Hoa xem thử giúp họ. La Tân, cậu làm loạn đủ chưa? Trên đời này làm gì có trận pháp, cậu thích nhảm thật. Sư phụ, con cũng tin thông thuật vu cổ, nhưng ở đây
rõ ràng không có một chút khí tức vu cổ nào, chính là cậu ta ăn nói sằng bậy thao túng người khác. Người mau vạch trần cậu ta, lấy lại uy nghiêm cho con, hỗn xược. Lời của La tiên sinh không đến phiên cậu nghi ngờ, nếu La tiên sinh đã lên tiếng, vậy tôi sẽ cố gắng thử xem. Thần y Hoa, ông tôi mắc phải bệnh gì thế? Không phải bệnh, đây là tam tài tuyệt mệnh trận và phệ tâm cổ. Phệ tâm cổ, coi như ông có kiến thức, không ngờ lại biết tam tài tuyệt mệnh trận và phệ tâm cổ. La tiên sinh quá khen, chỉ là thỉnh thoảng có xem qua trên sách cổ. Thần y Hoa, ông nói thế là sao? Tam tài tuyệt mệnh trận dùng ba đại hung vật hợp lại thành hình, ghép lại thành trận pháp, phối hợp với cổ trùng phệ tâm. Người trong trận ngày đêm chịu đựng cực hình cổ trùng gặp tim, muốn sống không được, muốn chết không xong, cực kỳ tàn nhẫn. Đó là cực hình mà thời xưa dùng để đối phó kẻ đại gian đại ác. Không ngờ lại dùng cho một ông lão gần đất xa trời thế này. Thần y Hoa, vậy có cách hóa giải không? Niên đại của trận pháp này lâu đời, cách hóa giải đã sớm thất truyền. Nếu cưỡng chế phá trận, một khi thất bại, người trong trận chắc chắn sẽ chết. Cho nên thiên hạ này e rằng không ai giải được. Không thể giải được. La tiên sinh, không biết lời tôi nói có đúng không? Nói đúng một nửa. Đúng là trận pháp này rất ác độc, nhưng không đến mức không ai giải được. La Tân, ý anh là trên đời vẫn còn người có thể giải? Không sai, chỉ là tam tài tuyệt mệnh trận. Tôi búng tay một phát là xong. Dừng tay, cậu không nghe thần y Hoa nói sao? Một khi phá trận thất bại, người trong trận sẽ chết. Cậu, cậu muốn hại chết lão ra sao? Danh con, mày không nghe lời gì ấy nói sao? Mau cút đi, câm miệng, tôi làm việc, không cần anh dạy tôi. Cửu thiên huyền số, mệnh cung phong thủy. Mở ra. Cách chữa gì đây? Bố. Bố, bố tỉnh rồi, bố. Cậu, cậu hại bố tôi. Tôi muốn cậu đền mạng. Dừng tay. Ông nội, các người ra ngoài đi. Bố, ra ngoài. Ra ngoài, bố. Lão nô Tần Dạ, bái kiến thiếu chủ. Bác Tần, mau nằm xuống. Bác Tần, rốt cuộc năm đó nhà họ La đã xảy ra chuyện gì mà bác lại bị tam tài tuyệt mệnh trận dày vào thế? Thiếu chủ, bao nhiêu năm qua rồi, mấy chuyện này cũng nên cho cậu biết rồi. Năm đó nhà họ La đột nhiên ăn nên làm ra, thật ra là vì bảo vật gia truyền của nhà họ La, bia chấn vận xuất thế. Chỉ trong 10 năm, nhà họ La đã trở thành gia tộc hàng đầu đế đô. Tuy nhiên, sự tồn tại của bia chấn vận không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, khiến rất nhiều thế lực ngấp nghé. Dù nhà họ Tần Lam mồi nhử đưa nhà họ La vào bẫy, sau cùng nhà họ Liễu liên thủ với một thế lực thần bí tiêu diệt nhà họ La. Nhà họ Liễu, có điều tuy rằng họ có được bia chấn vận, nhưng lại không biết cách sử dụng, cho nên đã để tôi sống sót, ngày đêm tra khảo. Tuy nhiên, cách dùng bia chấn vận đời đời chỉ có gia chủ nhà họ La biết. Bác Tần, bác chịu khổ rồi. Nếu tôi đã về, tất cả những kẻ năm đó tham gia vào chuyện này, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào. Nhà họ Liễu hiện giờ có thể nói là gia tộc đứng đầu đại hạ. Cậu tuyệt đối đừng kích động. Nếu muốn báo thù, nhà họ Tần của lão nô bao năm qua cũng có chút khởi sắc. Cậu có thể cưới cháu gái tôi, Tần Lam, sau đó từ từ mưu tính. Bác Tần, chỉ một nhà họ Liễu, giờ tôi đã sớm không xem ra gì. Hơn nữa, hôn ước của tôi và Tần Lam đã bị chính tay cô ấy xé bỏ rồi. Hôn ước bị hủy rồi sao? Tần Lam quả nhiên không có phúc phận, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Thiếu chủ, khí vận quá thịnh, lão gia và lão nô mới dùng hôn ước làm khóa giam rồng bảo vệ thiếu gia. Hiện giờ khóa giam rồng đã mở, thiếu chủ không còn ràng buộc, nhất định sẽ như rồng như biển, bay thẳng lên trời. Bác Tần, chân khí tôi để lại trên kim châm này có thể giúp bác kéo dài 20 năm tuổi thọ. Nếu bác còn yêu cầu gì, có thể nói ra. Cảm ơn thiếu chủ. Đúng là lão có một yêu cầu quá đáng. Tần Lam, cháu gái của lão phu, tuy tính tình ngang bướng, nhưng nó thật sự là hy vọng duy nhất
Của lão phu, bác Tần, tôi kết hôn rồi. Nhưng nể mặt bác, tôi sẽ cho Tần Lam một cơ hội. Cũng cho nhà họ Tần, giàu sang phú quý. Cảm ơn thiếu chủ. Không sai, chính là ngài ấy. Long chủ, thuộc hạ tìm thấy ngài rồi. Long chủ, anh là... Thuộc hạ là hộ pháp của Long Điện Thanh Long Tôn Giả, phụng lệnh Long Chủ tiền nhiệm, đến bái kiến tân chủ. Đây là thư của Long Chủ tiền nhiệm gửi cho ngài. Long Chủ tiền nhiệm? Ai đang nhắc ta vậy? Lão Tam, Long Điện cô sáng lập, có người kế thừa rồi, thật sao? Vậy chúng ta cũng nên xuống núi, hoạt động gần cốt thôi. Ăn cô. Đồ đệ ngoan, có bất ngờ không? Long Điện của vi sư, sau này giao cho con, hóa ra là sư phụ. Long chủ, ngày mai chính là lễ sắc phong của Long Điện. Đây là thiệp mời riêng của ngài, được gọi là thiệp thăng long. Thiên hạ chỉ có một, đại diện cho thân phận tối cao của ngài. Mong ngài hãy nhận lấy. Được, tôi đã hứa với nhà họ Tần, sẽ cho nhà họ Tần thêm một cơ hội. Thế này đi, anh dùng danh nghĩa Long Điện, đi cho nhà họ Tần một hợp đồng 100 tỷ. Ngoài ra, chuẩn bị thêm một tấm thiệp cho Tần Lam. Dạ. Không ổn rồi anh ơi. Vừa có tin, lão già nhà họ Tần được La Tân cứu rồi. Anh biết, anh, chuyện lớn như thế, sao anh bình tĩnh thế, hốt hoảng cái gì, chuyện này. Vốn dĩ do chính anh bày ra, lão già Tần giả đó. Chúng ta giày vò ông ta lâu như vậy, vẫn không chịu nói bí mật bảo vật của nhà họ La. Anh đoán, chắc chắn ông ta đang chờ dư nghịch của nhà họ La xuất hiện. Cho nên, tên nhóc La Tân đó xuất hiện. Anh đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Quả nhiên, hiện giờ tên nhóc đó đã đến nhà họ Tần. Cuối cùng anh cũng có cơ hội giải được bí mật bảo vật nhà họ La. Hóa ra là thế. Anh, chiêu này quá cao minh. Nhưng, có lẽ tên nhóc đó có chỗ dựa đấy. Em vẫn thấy lo lắng. Đừng lo lắng nữa. Chỉ cần chúng ta có thể giải được bí mật bảo vật nhà họ La, dù có là tiên nhân, cũng không làm gì được chúng ta. Đi, báo cáo chuyện này cho sư tôn đi. Anh muốn đảm bảo không chút sai sót. Dạ. Nói. Chắc chứ. Được. Ngay cả Long Chủ Long Điện cũng sẽ đến dự lễ sắc phong của mình. Dương nhiệt nhà họ La. Để xem mày lấy cái gì đấu với tao. Gì? Lam Lam, nhà họ Tào, đã đem thông tin về nhà họ Tần cho phía Long Điện. Sau khi xét duyệt, Long Điện sẽ gửi thiệp mời lễ sắc phong đến. Tốt quá. Thật sự rất biết ơn Tào thiếu gia, nhưng lễ sắc phong của Long Điện, người có thể đi toàn là những thế lực lớn danh chấn một phương. Nhà họ Tần có qua được xét duyệt không? Dựa vào nhà họ Tần chúng ta, đương nhiên không có tư cách. Nhưng, có mặt mũi nhà họ Tào mà, bản thân nhà họ Tào còn không có thiệp mời. Các người lại muốn mượn mặt mũi nhà tôi. Mơ đi. Yên tâm đi Lam Lam, thông tin là do nhà họ Tào của anh nộp lên, mọi người cứ yên tâm chờ, thiệp mời đưa đến đây đi, sứ giả Long Điện đến. Sao sứ giả Long Điện lại đến đây? Sứ giả Long Điện đặc biệt đến tặng cho nhà họ Tần hợp đồng 100 tỷ, cùng với thiệp mời lễ sắc phong. Bao nhiêu, hợp đồng 100 tỷ, còn có thiệp mời. Không sai, đã đưa đồ xong, tôi đi trước đây, sứ giả đi thong thả. Ây da, Tào thiếu gia, mặt mũi của bố cậu, lớn thật đấy. Họ đưa thiệp mời và hợp đồng 100 tỷ của Long Điện đến rồi. Bố mình đang ở nước ngoài. Mình nói nộp thông tin giúp họ, căn bản chỉ là lừa họ. Lẽ nào Long Điện cũng xem trọng nhà họ Tần, lần này phải cảm ơn Tào thiếu gia. Không có gì. Hai nhà Tào Tần chúng ta thân như một nhà. Hơn nữa, tuy bố cháu có chút sức mạnh, nhưng nói cho cùng, vẫn là do Lam Lam quá ưu tú, cho nên mới được Long Điện xem trọng. Đúng vậy sếp Tần, Long Điện tặng món quà lớn thế này, chứng minh họ rất coi trọng cô. Hơn nữa cô có hợp đồng 100 tỷ này, còn được Long Điện ủng hộ. Vậy ngày cô bỏ qua Diệp Khuynh Thành cũng sắp đến rồi. Khuynh Thành, đây là thiệp mời lễ sắc phong của Long Điện. Cũng là cơ hội để nhà họ Diệp các cậu thăng quan tiến chức. Cậu phải giữ kỹ. Ừm, mình biết rồi. Vợ, anh về rồi. La Tân, giới thiệu với anh. Đây là Long Uyên, bạn thân của em, hiện là hộ pháp của Long Điện. Lần này về nước, cũng là để tham gia lễ sắc phong của Long Điện. Chào cô, tôi tên, tôi biết. Anh là La Tân, là một kẻ bám váy. Long Uyên, cậu đừng nói thế, anh ấy không như cậu nghĩ.
Khuynh Thành, cậu quá hiền lành rồi, mình đã điều tra qua. Chính vì anh ta, nhà họ Diệp của cậu mới đắc tội nhà họ Liễu. Này, vì anh, nhà họ Diệp suýt là gặp nạn. Một kẻ bám váy như anh, không có chút áy náy nào sao? Cô lo xa rồi, chỉ một nhà họ Liễu. Tôi không xem ra gì đâu. Giỏi bốc phét thật đấy. Khuynh Thành, mình biết, cậu gả cho anh ta là để né tránh Liễu Thành. Nhưng mình về nước rồi, mình có thể ngăn Liễu Thành giúp cậu. Mình mong bây giờ cậu ly hôn với tên ẻo lả này ngay lập tức, đừng nói nữa. Mình và La Tân ở bên nhau thật lòng, dù thế nào, mình cũng sẽ không rời xa anh ấy. Còn nữa, cậu đừng coi thường La Tân. Anh ấy không phải tên ẻo lả như cậu nói. Trong mắt mình, anh ấy là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Đấy là vì cậu chưa từng thấy đàn ông thực thụ. Đàn ông thực thụ có quyền thế ngang trời, hô mưa gọi gió. Một câu nói có thể ra lệnh thiên hạ. Như vậy mới là đàn ông thực thụ. Cô nếm qua mùi vị đàn ông chưa? Như thể cô từng gặp nhiều đàn ông lắm vậy. Anh, chán sống à? Chỉ bằng mấy ngón võ mèo cào của cô cũng đòi dạy dỗ tôi à? Anh, mau thả cậu ấy ra, La Tân. Cậu sao rồi? Không sao chứ? Nếu không phải tôi chưa bình phục hẳn thì không thể thua anh được. Cô có bị thương không? Thì kết quả vẫn vậy. Anh nói ít đi. Long Uyên, La Tân biết khám bệnh, hay cậu để anh ấy khám vết thương cho cậu đi? Không cần. Dù mình chết cũng không cần anh ta khám giúp. Ai nói muốn khám giúp cô? Ảo tưởng ít thôi. Anh sẽ có một nhân vật lớn tới lễ sắc phong. Khuynh Thành, khi đó mình giới thiệu giúp cậu, để cậu xem đàn ông thực thụ là thế nào. Cậu cũng sẽ biết anh ta vô dụng tới mức nào. Chỉ cần nhân vật lớn đó gật đầu, mối đe dọa nhà họ Liễu sẽ chẳng đáng là gì. Nếu cậu được nhân vật lớn này thích, sau này thiên hạ đều sẽ phải cúi đầu trước cậu. Chỉ có người như vậy mới xứng với Khuynh Thành nhà chúng ta. Ai kia đừng tự rước nhục vào thân. Cút đi sớm thì hơn. Sao cô biết tôi không phải nhân vật lớn đó? Anh á, còn tự rát vàng lên mặt nữa. Nhân vật này có thân phận tôn quý. Ngay cả quốc chủ đại hạ gặp ngài ấy cũng phải kính trọng đôi phần. Một câu của ngài ấy có thể khiến tỉnh Nam đổi chủ. Hạng vô dụng ăn bám phụ nữ như anh cũng dám so mình với ngài ấy hả? Được rồi Long Uyên, đừng nói nữa. Được, mình không nói nữa. Đợi cậu gặp được nhân vật lớn đó, cậu sẽ biết ngài ấy tốt hơn ông chồng vô dụng của cậu ngàn lần, vạn lần. Thế bao giờ cô gặp hắn thì đừng ngạc nhiên quá. Được rồi, hai người bớt nói vài câu đi. La Tân, ngày mai em sẽ đi bái kiến nhân vật lớn đó cùng Long Uyên, nhờ ngài ấy giúp chúng ta giải quyết chuyện nhà họ Diệp và nhà họ La. Nếu thuận lợi, sau này anh sẽ không cần lo mấy chuyện này nữa. Anh nói rồi, anh sẽ giải quyết, em không cần lo. Ai chẳng biết chém gió, anh cứ chém đi. Khuynh Thành, đi, đi mua sắm, kệ tên ảo tưởng này. Hộ pháp Long Viện. Kỳ lạ thật. Hay, không hổ là lễ sắc phong của Long Điện. Một chai rượu bất kỳ ở đây còn có giá hơn báu vật quý giá nhất nhà họ Tần. Ây da, xa xỉ quá. Bác, người tới đây hôm nay đều là nhà giàu hàng đầu đại hạ. Thế gia bình thường còn không có tư cách vào, xa xỉ là chuyện dễ hiểu thôi mà. Nếu không nhờ Tào thiếu gia, hôm nay chúng ta đâu tới đây được. Nhưng tuy người tới đây hôm nay đều là nhà giàu, nhưng bây giờ nhà họ Tần tôi đã nhận được đơn hàng trăm tỷ, một bước lên mây rồi. Vượt qua bọn họ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên rồi. Mẹ hoa mắt à? Sao người này giống La Tân thế? Đúng là thằng nhãi đó thật. Nhãi danh, mày dám tới đây, mày không sợ chết à? Thằng vô dụng, mở to mắt cậu ra mà nhìn. Đây là nơi cậu tới được à? Mau cút ra ngoài, các người còn tới được. Vì sao tôi không tới được? Nói nhảm. Hôm nay là lễ sắc phong của Thiên Sách Thượng Tướng. Cậu cướp phụ nữ của cậu ấy, còn dám chạy tới đây. Ăn nói ngông cuồng, cậu không tới nộp mạng thì làm gì được nữa? Tôi biết rồi, chắc chắn anh ta biết hôm nay chúng ta nhận được đơn hàng trăm tỷ, được Long Điện coi trọng, nên cố tình đến đây xin chúng ta giúp. Được thôi. Thằng khốn này, phá hoại số đầu tư 20 tỷ của nhà họ Tần. Bây giờ còn muốn xin chúng tôi giúp đỡ. Cậu đúng là vô liêm sỉ. Bảo vệ, đuổi cậu ta ra cho tôi. Bà có tin nếu có người bị đuổi ra thì sẽ là các người không? Thôi đi, mẹ. Hôm nay chúng ta tới đây là để cảm ơn Long Điện tặng đơn hàng trăm tỷ cho chúng ta. Dù gì anh ta cũng là chồng Diệp Khuynh Thành, chúng ta đừng gây thêm rắc rối nữa. Nhãi danh, hôm nay xem như cậu may mắn. La Tân, nể tình anh cứu ông nội tôi, tôi khuyên anh một câu, nếu không muốn chết thì mau rời khỏi đây trước khi Thiên Sách Thượng Tướng tới đi. Lam Lam,
em tốt bụng quá đấy. Đây không phải nơi hạng người như hắn nên tới. Đừng nói là hạng rác rưởi như hắn, dù là nhà họ Diệp, cũng không có tư cách nói chuyện trước mặt Long Điện. Đúng vậy. Nếu không nhờ Tào thiếu gia, nhà họ Tần tôi cũng không có tư cách tham gia buổi tiệc này. Chứ nói gì tới thằng vô dụng này. Lam Lam, nói tới chọn đàn ông. Mắt nhìn của con tốt hơn Diệp Khuynh Thành nhiều. Con chọn được Tào thiếu gia này. Tuổi trẻ tài cao. Diệp Khuynh Thành lại chọn thằng vô dụng này làm chồng. Liên lụy nhà họ Diệp tăng cửa nát nhà. Nhà họ Diệp thế nào, không cần bà lo. Còn về Tào Thiếu Kiệt vẫn không xứng so với tôi. Nói đúng lắm. Đúng là Tào Thiếu Gia không nên so với anh. Tào Thiếu Gia mang tới đơn hàng trăm tỷ cho nhà họ Tần chúng tôi, giúp nhà họ Tần lên như diều gặp gió, một bước lên mây. Lấy Tào Thiếu Gia ra so với hạng vô dụng như anh, đúng là sỉ nhục Tào Thiếu Gia. Các người chắc chắn đơn hàng trăm tỷ này là Tào Thiếu Kiệt cho các người hà? Thằng khốn nạn, cuối cùng cậu cũng lòi đuôi cáo rồi. Quả nhiên cậu muốn phá hoại đơn hàng trăm tỷ của nhà họ Tần tôi, nực cười. Còn không biết đơn hàng trăm tỷ là ai cho, mà đã thi nhau sủa ở đây rồi. Nhà họ Tần các người đúng là có mắt không tròng. Nhìn khắp cả Hải Thành này, ngoài Tào Thiếu Gia ra, ở đây còn ai có năng lực tiếp xúc với Long Điện nữa? Đơn hàng trăm tỷ không phải nể mặt nhà họ Tào mới cho nhà họ Tần chúng tôi. Chẳng lẽ là anh cho à? Cô nói đúng rồi, đơn hàng trăm tỷ này, đúng là tôi nể mặt Tần Dạ mới cho nhà họ Tần các người. Nực cười, anh chỉ là thằng vô dụng nương nhờ vào Diệp Khuynh Thành để kéo dài hơi tàn, còn mặt dày nói mình tặng đơn hàng trăm tỷ. Đúng thế, không biết cậu lừa tập đoàn Hắc Kim ủng hộ cậu bằng cách nào để được ăn nói ngông cuồng ở đây. Nhìn cho rõ, đây là Long Điện. Đừng nói là Diệp Khuynh Thành, dù là tập đoàn Hắc Kim tới đây cũng vô ích thôi. La Tân, tôi biết anh không cam tâm, nhưng đúng là Tào Thiếu Gia giúp chúng tôi lấy đơn hàng trăm tỷ này. Anh nhận vơ trắng trợn như vậy chỉ tự rước nhục vào người thôi. Hóa ra cô nghĩ vậy. Cũng thôi, xem như tôi nghĩ nhiều vậy. Anh biết thì tốt, đợi chúng tôi và Long Điện hợp tác, tôi sẽ nói giúp anh vài lời trước mặt Thiên Sách Thượng Tướng. Tôi tin anh ấy sẽ nể mặt tôi mà tha chết cho anh. Vậy tôi còn phải cảm ơn cô à? Nếu anh thật sự biết ơn tôi thì mau ly hôn với Diệp đại tiểu thư đi. Vòng xoáy mà các gia tộc lớn như nhà họ Diệp và nhà họ Liễu sinh ra không phải thứ anh khống chế được đâu. Anh làm vậy chỉ tự rước nhục mà thôi. Nói khó nghe hơn, ngay cả nhà họ Tần tôi còn coi thường anh, sao nhà họ Diệp lại từ bỏ tất cả vì anh được? Không cần cô lo chuyện này. La Tân, chẳng lẽ anh muốn kéo nhà họ Diệp chết cùng anh sao? Hình như chuyện này không liên quan tới cô. Không biết điều. Sếp Tần đang chỉ đường sống cho anh đấy. Bây giờ rời đi thì anh còn cơ hội sống. Nếu ở lại, dù anh có 100 cái mạng, cũng không đủ chết. Nếu tôi đi, lễ sắc phong này cũng không cần tổ chức nữa. Tên vô dụng này, lại ra vẻ rồi. Hôm nay là ngày sắc phong của Thiên Sách Thượng Tướng. Quyền quý tề tự. Hơn nữa Long Chủ Long Điện cũng sẽ đích thân tới. La Tân, anh nói xem, buổi tiệc linh đình này có liên quan gì tới anh? Đúng đó, trước khi chém gió thì soi gương, nhìn lại mình đi. Thằng vô dụng như cậu, còn muốn nói mình là điện chủ Long Điện chắc. Nói với người ngu phí nước bọt, tôi không còn gì để nói nữa. Đứng lại. La Tân, người tới dự buổi tiệc hôm nay, một là danh gia vọng tộc, hai là nhà giàu quyền quý, một thằng bám váy như mày, sao xứng tham dự cùng một buổi tiệc với bọn tao? Vậy nên hôm nay, mày phải cút. Đuổi người nhà họ Diệp tôi đi. Anh xứng không? Diệp đại tiểu thư, không phải các người vừa nói vui vẻ lắm à? Nói tiếp đi. Để tôi nghe xem các người cười nhạo người đàn ông của tôi thế nào khi tôi vắng mặt. Không nói đúng không? Vậy nhà họ Tào và nhà họ Tần không cần tồn tại nữa. Diệp đại tiểu thư, bây giờ nhà họ Diệp cô còn chưa bảo vệ nổi mình, còn muốn gây thù chuốc oán vì một thằng vô dụng à? La Tân là người của Diệp Khuynh Thành tôi, không tới lượt anh đứng ra chỉ dạy. Và lại, dù nhà họ Diệp sa sút cũng không phải người các người đắc tội được. Vợ, không cần em lo chuyện này, anh tự giải quyết được. Nếu không nhờ bọn tôi ra tay, anh sẽ bị họ bắt nạt tới chết. Đừng nói nữa. La Tân, vốn em muốn tự giải quyết chuyện nhà họ Liễu, nhưng nếu anh tới rồi, vợ chồng chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau. Dù kết quả hôm nay thế nào, em và nhà họ Diệp cũng sẽ đứng về phía anh. Yên tâm đi. Tối nay không ai động vào chúng ta được. Lại chém gió. Mạnh miệng quá. La Tân, cậu nghĩ nhà họ Liễu tôi không làm được gì cậu thật à? Liễu Thành, Diệp Khuynh Thành, xem ra cô nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy, dù chết tôi cũng không gả cho anh. Nếu vậy, vậy thì để nhà họ Diệp bỏ mạng theo sự bốc đồng của cô đi. E là anh không làm được. Thằng nhãi này cũng có gan đấy. Đồ vô dụng, anh nói chuyện với anh tôi kiểu gì? La Tân đúng không? Tôi thật sự không ngờ cậu còn lá gan dám tới đây. Anh dám tới? Vì sao tôi không dám? Đồ vô dụng, anh nói chuyện với anh tôi kiểu gì thế? Nếu cậu có gan tới, tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội. Bây giờ cậu tự tay trói Diệp Khuynh Thành lại, đưa lên giường tôi.
rồi nói tôi biết bí mật Chí Bảo nhà họ La, tôi sẽ từ bi. Cho phép cậu tự kết liễu ở đây. Tự kết liễu? Đúng vậy, tin tôi đi. Đây là kết cục tốt nhất mà cậu có thể có được. Thằng nhãi, ai bảo mày thích thể hiện, lần này mày chết chắc rồi. Lam Lam, con muốn làm gì? Tên nhãi này tự muốn nộp mạng, con không cứu được đâu. Nhưng dù anh ta cũng cứu ông, ấy già. Sếp Tần, kẻ đáng chết thì không khuyên nổi đâu. Hơn nữa, Liễu thiếu gia đang tức giận. Đừng vì anh ta mà mạo hiểm cả nhà họ Tần. Đồ vô dụng, anh không hiểu tiếng người hà? Anh tôi bảo anh kết liễu đấy. Cười cái gì? Tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Trên thế giới này, chưa ai dám bảo tôi tự kết liễu. Không ai dám, cũng không ai có tư cách. Ngông cuồng. Lễ sắc phong hôm nay, mời toàn những nhân vật máu mặt của thế lực các nơi tới đây. Trong số họ, bất kỳ người nào chỉ cần nói một câu, cũng đủ khiến cả tỉnh Nam này rung chuyển. Còn La Tân Anh là cái thá gì, nếu không phải bám theo Diệp Khuynh Thành tới đây. Nơi này không hề có chỗ cho anh đứng. Đúng thế, chỗ ngồi trong lễ sắc phong hôm nay đều được xếp dựa theo đẳng cấp trên thiệp mời. Chỉ người có thiệp mời mới được vào ngồi. Còn thằng vô dụng cậu không hề có thiệp mời. Cậu có tới cũng không có chỗ ngồi cho cậu. Ai nói không có? La Tân là gì nhà họ Diệp tôi? Chỗ ngồi của nhà họ Diệp, tức là chỗ của La Tân. Diệp Khuynh Thành này điên thật rồi. Nhưng chỗ ngồi của nhà họ Diệp cho tên vô dụng này, đúng là phí phạm. Diệp Khuynh Thành, lễ sắc phong hôm nay là tiệc của Long Điện. Ngay cả điện chủ Long Điện cũng đích thân tới. Cô tùy tiện nhường chỗ ngồi cho thằng vô dụng này à? Sao thế, cô không coi Long Điện ra gì đúng không? Đúng vậy, tên này không có tư cách, không xứng được đứng ở đây. Nhẽ danh, còn không mau cút khỏi đây. Thằng nhãi, tao bảo mày cút mà mày không nghe, cứ phải làm tới nước này, có nhục không chứ? Đồ vô dụng, anh không hiểu tiếng người hà? Tôi bảo anh cút đấy, người nên cút là các người. Khuynh Thành, nhìn thấy chưa, lúc này rồi mà anh ta còn ra vẻ mình tin anh ấy. Nhẽ danh, khoác lác cũng vô ích, thân phận của anh không xứng đứng tại đây. Mau cút đi cho tôi. Vậy à, vậy thì mở to mắt cậu ra mà nhìn. Đây là gì? Thiệp Thăng Long. Sao anh ta lại có thiệp mời? Chẳng lẽ hắn là nhân vật lớn gì thật? Nhẽ danh, anh coi tất cả mọi người là không khí thật à? Anh có biết làm giả thiệp mời của Long Điện là tội gì không? Làm giả? Cái này là thật. Liễu Minh, dù cậu là người nhà họ Liễu, cậu cũng không thể vu oan người khác vô căn cứ được. Vu oan? Được thôi, vậy các người nhìn cho rõ thiệp mời thật là như thế nào. Quả nhiên là khác. Tên nhãi này còn dám làm giả thiệp mời Long Điện, đúng là chán sống rồi. Theo luật Long Điện, kẻ làm giả con dấu Long Điện để mưu lợi, nhẹ thì phạt đòn, nặng thì xử tử. Nhãi danh, hôm nay mày chết chắc rồi, không ai bảo vệ nổi mày đâu. Đáng ra ở nghi thức sắc phong hôm nay, tôi không thể làm gì được anh, nhưng anh dám làm giả thiệp mời của Long Điện, đúng là không sợ chết. Người đâu? Huyền Vũ hộ pháp đại nhân. La Tân, anh mau không đi. Sao, tin anh. Người này làm giả thiệp mời Long Điện, đáng tội chết. Diệp Khuynh Thành cố ý bao che, xử phạt cùng tội, bắt hai người họ cho tôi. Rõ. Dừng tay cho tôi, mở to mắt các anh ra mà nhìn. Rốt cuộc anh ta đang cầm gì trong tay đây, chẳng lẽ là... Đúng vậy, thứ anh ta cầm là thiệp Thăng Long. Không thể nào, thằng vô dụng như anh ta không thể nào có thiệp Thăng Long đại diện cho Chí Cao. Tôi cũng muốn hỏi chuyện này. La Tân, thiệp Thăng Long này chỉ có một, còn được tặng cho nhân vật lớn không thể với tới. Vì sao lại ở trong tay anh? Chẳng lẽ tôi không thể là nhân vật lớn không thể với tới đó à? Cậu á, đùa gì thế? Cậu chỉ là thằng vô dụng vô liêm sỉ ăn bám phụ nữ. Im đi, dám vô lễ với khách quý của Long Điện bọn tôi. Bà chán sống à? Cậu, mẹ, nói ít thôi. Chẳng lẽ anh ta là nhân vật lớn đó thật à? La Tân, không ngờ anh lại có thiệp mời cao cấp như vậy. Lần này, chúng ta có tự tin sẽ được nhân vật lớn đó giúp đỡ chống lại nhà họ Liễu rồi. Ngay cả Khuynh Thành còn không tin anh ta là vị đại nhân đó. Mình nghĩ bậy bạ gì vậy? Nhưng vì sao thiệp Thăng Long này lại ở trong tay anh ta? Anh nói rồi, anh sẽ giải quyết chuyện nhà họ Liễu. Em không cần lo. Tao hiểu rồi, thiệp mời của mày là do mày ăn trộm được. La Tân, một tấm thiệp trộm được. Mà mày tự tin thế à? Mày giỏi tự lừa mình dối người thật đấy. Đúng vậy, tên này vốn đã có tiền án trộm đồ. Không có gì là hắn không dám trộm. Tao Thiếu Kiệt, đừng ngậm máu phun. Anh có chứng cứ gì nói anh ấy trộm? Cần chứng cứ gì nữa? Cậu ta chỉ là một thằng nhà quê. Không phải cậu ta trộm thiệp Thăng Long. Chẳng lẽ là Long Điện tặng cậu ta? Đúng là Long Điện tặng tôi thiệp Thăng Long này. Hơn nữa họ còn quỳ xuống xin tôi. Tôi mới nhận. La Tân, anh dám bất kính với Long Điện, anh chán sống rồi. Nhẽ danh, đầu mày bị cửa kẹp à? Dù là gia chủ của các thế gia, nhận thiệp mời của Long Điện còn phải nhận lấy một cách cung kính. Mày là cái thá gì mà xứng để Long Điện quỳ xuống xin mày? Đúng đó, tên nhãi này ăn nói sằng bậy, còn dám sỉ nhục Long Điện, đúng là không sợ chết. Nhẽ danh, cậu ăn cắp thiệp Thăng Long,
sỉ nhục Long Điện. Theo lý, cậu đáng bị lăng trì xử tử. Nhưng bây giờ, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu chỉ cần tình nguyện quỳ xuống khấu đầu xin lỗi, rồi giao bí mật của chí bảo nhà họ La ra, tôi có thể rộng lượng cho phép cậu tự vẫn tại đây. Nực cười. Đường đường là thiên sách thượng tướng, lại là một thằng hề không nhìn rõ tình thế. Dám sỉ nhục anh tôi. Tôi giết anh, các người chán sống thì có. Thiệp thăng long đại diện cho vị trí cao nhất Long Điện. Dù thiệp thăng long này là trộm hay cướp được, nếu chống lại chủ nhân thiệp thăng long, tức là chống lại Long Điện. Liễu Thành, chẳng lẽ anh không hiểu đạo lý này hả? Long Uyên, cô khỏi lôi chức cao ra đè đầu tôi. Hôm nay, Thanh Long tôn giả cũng sẽ đích thân tới đây chủ trì lễ sắc phong. Tên nhãi này trộm thiệp thăng long, sỉ nhục Long Điện. Bây giờ cô giúp cậu ta. Tôi rất tò mò lát nữa cô sẽ cứu bản thân kiểu gì. Thanh Long tôn giả nổi tiếng là người không chấp nhận nổi một hạt sạn. Cô giúp anh ta như vậy e là lát nữa sẽ bị dạy dỗ thôi. Thằng nhãi này là đồ sao chổi. Ai giúp cậu ta thì sẽ rước họa vào thân. La Tân, rốt cuộc thiệp thăng long này từ đâu ra? Tôi nói rồi. Là người của Long Điện tự tay đưa tôi thiệp thăng long này. Hơn nữa trùng hợp, người quỳ xuống đưa thiệp thăng long này cho tôi. Chính là Thanh Long. Cậu có biết cậu đang nói gì không? Thanh Long tôn giả là hộ vệ Long Điện. Cậu dám sỉ nhục ngài ấy, cậu có chết 100 lần cũng không đủ. Ha ha ha, nực cười thật. Nếu Long Chủ không xuất hiện, ở Long Điện, Thanh Long tôn giả là người đứng trên vạn người giống anh tôi. Anh là cái thá gì? Cũng xứng Thanh Long tôn giả quỳ trước anh, nhãi danh, lần sau khoác lác thì kiếm cái cớ gì hợp lý hơn đi. Đừng kể chuyện cười như thế, được không? Các người đều không tin. Không sao, lát nữa Thanh Long sẽ tới, là thật hay giả? Lát nữa sẽ biết thôi. Muốn kéo dài thời gian chứ gì, Long Uyên, tên nhãi này ăn cắp thiệp thăng long. Sỉ nhục Long Điện và tôn giả. Nếu bây giờ không bắt cậu ta lại, lát nữa tôn giả tới ắt sẽ tức giận. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị liên lụy. Bây giờ cô còn muốn bảo vệ cậu ta à? Khuynh Thành, anh ta sỉ nhục Long Điện và tôn giả, mình không bảo vệ được, ai cần cô bảo vệ, đúng là chết còn mạnh miệng. Khuynh Thành, mau vạch rõ giới hạn với anh ta, nếu không, sẽ liên lụy nhà họ Diệp đấy. Không, bọn mình là vợ chồng, mình sẽ không rời xa anh ấy. Khuynh Thành, anh ta chỉ liên lụy cậu và nhà họ Diệp. Tôi tuyên bố, Diệp Khuynh Thành tôi từ chức giám đốc tập đoàn Tinh Hà. Cắt đứt quan hệ với nhà họ Diệp, Diệp Khuynh Thành. Cậu điên hả, Long Uyên, đây là lựa chọn của mình. Chỉ có vậy mới giữ được nhà họ Diệp. Khuynh Thành, em không cần làm vậy. Những gì anh vừa nói đều là thật, em tin anh. Ha ha ha, hay lắm. Hay cho cặp vợ chồng thắm thiết. Diệp Khuynh Thành, nếu cô muốn chết như vậy, tôi sẽ tác thành cho cô. Tới đây, bắt cô ta lại cho tôi. Tới đây, bắt cô ta lại cho tôi. Rõ, Thanh Long tôn giả đến. Bái kiến Thanh Long tôn giả. Cút xuống. Vâng. Hôm nay là lễ sắc phong của Long Điện. Các người gây ầm ĩ ở đây. Nếu như bị nhân vật lớn đó nhìn thấy, mấy người có gánh được trách nhiệm này không? Tôn giả bớt giận. Chúng tôi làm ồn là vì đang dọn rác cho Long Điện. Ngài xem đi, rác mà tôi nói là tên vô dụng này. Tôn giả, không phải vậy đâu. Tôn giả, người này chỉ là một tên vô dụng trèo lên nhiều phụ nữ, lại dám làm giả thiệp thăng long đại diện cho Long Điện tối cao. Mới vừa rồi hắn còn lớn lối nói thiệp thăng long là do ngài đích thân đưa tới, lại còn là ngài quỳ xuống xin hắn mới nhận. Đúng là không biết điều. Không biết điều. Không sai, trước khi Liễu thiếu gia đến, tên vô dụng này còn nói chắc nịch hợp đồng 100 tỷ Long Điện cho nhà họ Tần tôi là do cậu ta ban cho. Hừ, đúng là thằng hề. Thằng hề. Đúng vậy. Nhưng cho dù hắn làm nhiều việc vô lý như vậy, Diệp Khuynh Thành vẫn muốn bao che hắn, nên anh tôi mới gọi Long Vệ bắt bọn họ, không cho họ nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Những kẻ đê tiện như họ sẽ không biết hối cải. Đủ rồi. Tôn giả, ngài đánh tôi làm gì? Là hắn sỉ nhục ngài, sỉ nhục Long Điện. Tôi dạy thuộc hạ không nghiêm, xin Long Chủ trách phạt. Long Chủ. Tôi dạy thuộc hạ không nghiêm, xin Long Chủ trách phạt. Long Chủ. Tôi không nghe nhầm chứ? Tôn giả nói La Tân là Long Chủ Long Điện. Tại sao lại vậy được? La Tân chỉ là một tên bám váy. Đứng dậy đi. Lần này tha tội anh trước, nếu có lần sau, tôi sẽ không tha. Tạ ơn Long Chủ. Anh ta thật sự là Long Chủ Long Điện. Anh. Không phải em đang mơ chứ? Tất nhiên không phải. Anh nói rồi, chỉ một nhà họ Liễu không cần em phải lo. Vâng, không thể nào. Chắc chắn là đang mơ. Mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Tôi dạy thuộc hạ không nghiêm, xin Long Chủ trách phạt, lần này tha cho anh trước. La Tân. Vậy thì hợp đồng 100 tỷ của nhà họ Tần tôi, đúng là anh cho sao? Không sai. Cái gì? Tào thiếu gia, cậu nói hợp đồng 100 tỷ, là Long Điện nể mặt nhà họ Tào cậu cho chúng tôi mà. Tôi chỉ nói đại thế thôi, ai biết mấy người tin chứ, thằng khốn này, có mắt không tròng.
chỉ với nhà họ Tào cũng xứng để Long Điện phải nể mặt sao? Chết rồi, giờ thì nhà họ Tần toi thật rồi. La Tân, tại sao anh không nói sớm? Nếu anh nói sớm, nếu tôi nói sớm, cô sẽ tin à? Tôi nói Hàn Ngọc ngàn năm là của tôi, các người nói là giả. Tôi nói lẻ Hắc Kim Long là của tôi, các người nói tôi trộm. Tôi nói Thiệp Thăng Long là người Long Điện đưa cho tôi, các người nói tôi khoác lác. Tần Lam, cô còn nhớ một câu tôi tặng cho cô không? Trời tạo nghiệt có thể tha, tự tạo nghiệt không thể sống. Nhà họ Tần các người đi đến hôm nay đều là các người tự làm tự chịu. Anh, làm sao đây? Không ngờ anh ta là Long chủ Long Điện, chúng ta đắc tội với hắn, anh ta không tha cho chúng ta đâu, sợ gì? Tôn chủ, tôi biết rõ. Ngọn nguồn về thằng này, cậu ta chỉ là dư nghiệt nhà họ La, bị diệt năm xưa thôi, sao có thể là Long chủ Long Điện được? Liễu Thành, cậu chỉ là một Huyền Vũ hộ pháp, còn chưa nhậm chức, có tư cách gì chất vấn Long chủ? Đúng là tôi không có tư cách này, nhưng vị trí Long chủ Long Điện có ý nghĩa rất lớn. Nếu con chó con mèo nào cũng ngồi vào được, thì sợ mọi người không phục. Mọi người mà anh nói, chắc chỉ có mỗi mình anh thôi. Tôi cũng không tin, hắn ẻo là thế. Tôi không tin hắn là Long chủ Long Điện. Cậu không xứng. Thế nếu cậu thêm nhà họ Liễu tôi thì sao? La Tân, tôi biết. Cậu muốn biết sự thật về chuyện nhà họ La bị diệt môn năm xưa, cậu dám cược với tôi một ván không? Cược gì? Long vị Long chủ Long Điện, người nào không có số mệnh ngồi vào đó sẽ chết. Cậu nói cậu là Long chủ Long Điện, vậy chắc chắc cậu có thể ngồi lên Long vị mà không hề hấn gì. Đến lúc đó tôi sẽ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu cậu không ngồi vào Long vị được, thì chứng tỏ cậu không phải là Long chủ. Hỗ sược. Liễu Thành, Long vị của Long chủ trấn áp số mệnh cả thiên hạ, người thường khó lại gần được. Trong vòng 9 bước chỉ có đại tông sư mới được ngồi. Long chủ còn trẻ như thế, cậu lại bảo Long chủ ngồi lên Long vị, cậu có ý đồ gì? Tôi chỉ không tin. Cậu ta là Long chủ Long Điện thôi. La Tân, đừng nói nhiều nữa. Cậu dám cược không? Cược thì cược. Hôm nay tôi sẽ cho anh tâm phục khẩu phục. Tên này quái đản quá, lỡ như ngồi vào Long ỷ mà không chết thì sao? Không thể nào. Long vị của Long chủ Long Điện không phải đại tông sư thì không lại gần được. Cho dù cậu ta ngồi lên được, không có số mệnh chân tiên bảo vệ thì cũng chết chắc. 15 năm trước khi nhà họ La bị diệt, cậu ta chỉ là người phàm, cho dù cậu ta là thiên tài cũng không thể tu luyện lên đại tông sư nhanh thế được. Thế nên cậu ta không thể lại gần thì còn tốt, nếu cậu ta ngồi lên thì sẽ chết chắc. Long Uyên, anh ta nói thật sao? Anh ta nói đúng. Theo như tôi biết, Long chủ các đời ít nhất phải tu hành cả trăm năm, sau khi lên cảnh giới đại tông sư mới dám ngồi lên Long ỷ. Cho dù là vậy, cũng có một nửa số Long chủ vì số mệnh không tốt nên bị khí vận phản phệ, không chết cũng què, không chết cũng què. La Tân, anh đừng thử thì hơn. Việc gì phải cược với anh ta, ngài còn trẻ thế, có rất nhiều thời gian tu luyện, bây giờ không phải vội. Không sao, một cái ghế thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tin anh, ngon. Hy vọng lát nữa cậu bị khí vận phản phệ vẫn cứng miệng được như thế. Đừng nói nhiều nữa, mời lên. Được, cho anh tọa nguyện. Chín bước rồi, tám bước, bảy bước, sáu bước, anh ta vẫn đi được. Năm bước, bốn bước, ba bước, không thể nào. Hai bước, anh ấy ngồi lên rồi. Chân Long hộ thể, đúng là thiên mệnh chân Long. Long uy ngút ngàn, mặt trời tỏa sáng, bảo vệ đại hạ ta, ngàn đời vững mạnh. Bảo vệ đại hạ ta, ngàn đời vững mạnh. Bảo vệ đại hạ ta, ngàn đời vững mạnh. Bảo vệ đại hạ ta, ngàn đời vững mạnh. Đứng dậy đi. Vâng. Chân mệnh thiên Long thật kìa, tiêu rồi. Mình làm khó chân mệnh thiên Long. Nhà họ Tào tiêu rồi, không ngờ nhà họ Tần lại để mất đứa con rể như thế. Anh, bây giờ phải làm sao? Anh ta là Long chủ Long Điện thật kìa, không thể nào. Sao cậu ta là Long chủ Long Điện? Cậu ta không xứng, sao? Định lật lọng à? Im miệng. Tôi biết rồi, chắc chắn do Long ỷ hỏng rồi. Để tôi giết cậu là biết sự thật thế nào thôi. Muốn chết à? Đừng cản anh ta. Liễu Thành, tôi cứ ngồi yên đây, anh cũng đâu giết được tôi. Hãy cảm nhận khoảng cách giữa tôi và anh đi. Bây giờ tôi và cậu chỉ cách nhau ba bước. Giết được cậu, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tôi. Ba bước này, cả đời anh cũng không vượt qua nổi cậu. Cậu nói bậy. Anh, Long ỷ không bị hỏng, hắn là Long chủ Long Điện thật. Không ngờ nhà họ Tần lại bỏ lỡ đứa con rể đại tông sư. Anh có sao không? Cho tôi biết tất cả,
những chuyện liên quan đến nhà họ La, tôi sẽ cho anh được chết yên ổn. Chẳng lẽ cậu là Long chủ Long điện thật? Nếu giả bao đổi. Anh, làm sao bây giờ? Em không muốn chết, im miệng. Đừng có kiếm cớ chống đối nữa, nhà họ Liễu các cậu. Không phải đối thủ của Long điện đâu, tôi đầu hàng. La Tân, không phải cậu muốn biết sự thật chuyện năm đó sao? Tôi có thể nói. Nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện. Cậu không có tư cách ra điều kiện với Long chủ nếu cậu không đồng ý. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không hé nửa lời. Được. Nói đi, được. Chuyện nhà họ La bị diệt năm xưa, nhà họ Liễu không có tham gia. Sau khi tôi chết, nhà họ Liễu có thể quyên toàn bộ gia sản cho cậu. Chỉ xin cậu cho bọn họ được sống. Anh, nếu đúng như anh nói thật, tôi có thể đẩy nhà họ Liễu ra ngoại vực để bọn họ tự sinh tự diệt. Bây giờ, anh nói được chưa? Được. Tôi nói. Năm xưa. Ai? Cút ra đây cho tôi. Ha 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 ha. Không hổ là người ngồi lên được long ỷ. Nhanh nhẹn thật. Thái thượng trưởng lão. Anh có sao không? Anh tỉnh lại đi. Gân mạch đứt hết, không cứu được nữa. Người đâu? Hộ giá. Đừng gọi nữa, mấy tên lính quỳnh của chúng mày bị tôi xử lý sạch sẽ rồi. Là ông. Anh tôi kính trọng ông như thầy. Sao ông lại giết anh ấy? Có trách thì trách cậu ta biết quá nhiều. Còn không biết giữ miệng nữa, ông chính là con tu hú chiếm tổ. Mà Lý Thanh Thanh nói sao? Long điện vốn là của bổn tôn. Về tu vi, tao đã lên cảnh giới đại tông sư từ lâu. Về kinh nghiệm, tao đã vào Long điện hơn 30 năm. Khi Long chủ tiền nhiệm bị cách chức, dù có ra sao, tao cũng sẽ là người kế nhiệm. Còn mày, chỉ là một thằng nhãi mà đòi chiếm vị trí của bổn tôn, hỗn xược, dám bất kính với Long chủ. La Tân, ông ta là sư phụ của anh tôi. Anh tôi làm việc theo lệnh của ông ta, chuyện nhà anh bị diệt chắc chắn có liên quan đến ông ta, ồn ào quá. Dám ra tay ngay trước mặt tôi, muốn chết à? La Tân, đừng manh động. Đại tông sư đấu với nhau, chúng ta không chen vào được. Ông không phải là đối thủ của tôi, nói cho tôi biết tường tận. Chuyện nhà họ La bị diệt năm xưa, tôi sẽ cho ông được toàn thây. Đúng là thiên tài. Chỉ mới tu luyện mười mấy năm mà đã vượt qua tao rồi. Nhưng mà, nếu trình độ của mày chỉ có thế, thì hôm nay mày cũng chết chắc. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tư trưởng lão nữa, đều là người của ông cả sao? Đúng thế, chỗ này có bốn đại tông sư, muốn giết mày, dễ như trở bàn tay, còn không mau khoanh tay chịu trói đi. Một đám phản bội. Thế có xứng với những gì mà Long Điện trao cho các ông bao năm nay không? Anh im đi. Bốn vị trưởng lão, nhà họ Tào tôi không có liên quan gì đến mấy người này cả. Hơn nữa cũng muốn giúp sức ủng hộ các ngài. Chấp trưởng Long Điện, mong các ngài chứng giám, tốt lắm. Đợi tôi, xử lý xong bọn họ, sẽ cho cậu làm thống lĩnh thị vệ Long Điện. Cảm ơn trưởng lão, à không, cảm ơn Long Chủ, nhà họ Tần chúng tôi không liên can gì đến bọn họ. Chúng tôi cũng ủng hộ ngài, trưởng quản Long Điện, tốt lắm. Diệp Khuynh Thành, nhà họ Diệp các cô, định cố chấp đến cùng sao? Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Diệp rồi, bây giờ tôi chỉ là vợ La Tân mà thôi, hai vợ chồng chúng tôi, sống chết có nhau. Được, cho cô tọa nguyện. Vợ yên tâm, hôm nay đúng là có người phải chết, nhưng mà người chết là bọn họ, La Tân, mày bị điên rồi à? Hả, bên này có bốn đại tông sư, chẳng lẽ một mình mày đi đánh bốn người, bốn vị trưởng lão, thằng nhãi này thích chém gió lắm. Các ngài đừng để bị hắn lừa đấy. La Tân, bỏ cuộc đi, bây giờ quỳ xuống xin tha, có lẽ vẫn còn cơ hội sống. Đừng đùa nữa. Từ lâu chúng ta đã không đội trời chung rồi. Đúng thế, thằng nhãi, cho tao biết bí mật bảo vật nhà họ La, tao sẽ cho mày được toàn thây. Các ông là hung thủ, nể tình mày sắp chết. Cho mày biết hết sự thật luôn, bọn tao là người diệt nhà họ La đấy. Mục đích là bảo vật nhà họ La chúng mày, bia chấn vật. Bia chấn vật? Là cái gì? Nghe nói trước đây, nhà họ La chỉ là một thế lực nhỏ. Sau khi có được bia chấn vận, thì khí thế tăng nhanh, trong vòng vài năm, đã trở thành hào môn hàng đầu thượng kinh. Nghe đồn, ai có được bia chấn vận, sẽ thao túng được số mệnh. Thế thì, ai lấy được bia chấn vận, thì người đó thăng quan tiến chức à? Đó chỉ là một phần sức mạnh không đáng kể của bia chấn vận mà thôi. Cho dù trở thành hào môn hàng đầu thế giới, mà không có vũ lực bảo vệ, thì cuối cùng tất cả tiền tài cũng chỉ là nhất thời thôi. Giống như nhà họ La năm xưa là hào môn hàng đầu thượng kinh, cũng thế thôi. Khi gặp người nắm sức mạnh thực sự, cũng chỉ là một con kiến to gan mà thôi. Tao muốn diệt bọn chúng, dễ như trở bàn tay. Các ông vốn là người có quyền thế nhất thế gian này, vì sao còn muốn cướp một thứ vô ích với các ông chứ? Thằng nhãi, mày đừng có giả ngu. Là người nhà họ La, chẳng lẽ mày không biết trong bia chấn vận có đạo thành tiên sao? Thành tiên, thành tiên. Thế nên các ông muốn cướp bia chấn vận là để thành tiên. Nhưng vì người nhà họ La đã chết sạch, nên các ông không biết cách sử dụng. Đúng thế, thằng nhãi, nói cho tao biết bí mật đó, tao có thể cho mày được chết dễ chịu hơn. Vì một bí mật không biết có tồn tại hay không mà các ông lại tàn nhẫn.
tiêu diệt cả một gia tộc. Bớt nói nhiều đi, trên đường võ đạo, chỉ có cá lớn nước cá bé, bọn chúng bị diệt, là vì bọn chúng quá yếu. Ra tay đi. Bắt chúng lại cho tôi. Ai dám ăn hiếp đồ đệ tôi? Sư phụ. Ba vị sư phụ, sao ba người lại đến đây? Nếu bọn ta không đến, con sẽ bị mấy lão già này ăn hiếp chết mất. Đây là vợ của con à? Có mắt nhìn đấy. Vãn bối Diệp Khuynh Thành, thăng kiến ba vị sư phụ, không cần đa lễ, mấy chục năm không xuống núi. Không ngờ Long Điện do tôi xây dựng lại loạn như thế này. Đúng là gia môn bất hạnh, xây dựng Long Điện. Chẳng lẽ ngài là Tổ Long đại nhân, người xây dựng Long Điện? Đúng thế, tôi chính là Tổ Long. Hoang đường. Tổ Long đã viên tịch từ lâu, thiên hạ ai cũng biết. Mày là con chó con mèo ở đâu ra, dám mạo danh Tổ Long? Ai bảo tôi chết? Năm xưa tôi chỉ đi ẩn cư lánh đời thôi. Diễn. Diễn tiếp đi. Ngang ngược quá, thằng nhãi này, giỏi nhất là tìm người diễn kịch. Tôi thấy mấy người này chỉ là diễn viên hắn tìm thôi. Diễn viên? Thằng nhãi, mày đừng tưởng kiếm mấy diễn viên là lừa được bọn tao, thật hay giả cứ thử là biết ngay. Bớt nói nhiều đi, đồ đệ ngoan, con cứ xem hôm nay vi sư thanh toán nợ cũ ra sao, không biết điều, tao sẽ cho mày lên đường. Từ từ. Thằng nhãi, biết sợ là tốt, mau nói cho tao biết bí mật bia chấn vận đi, để tao còn tiễn mày đi gặp cha mẹ mày nữa. Ba vị sư phụ, hôm nay mọi người không phải ra tay. Con muốn tự trả thù cho nhà mình sao? Con mang dòng máu nhà họ La. Thù của nhà họ La, phải để con trả. La Tân, mày diễn đủ chưa? Cho dù không bị tao vạch trần, cũng không cần nôn nóng được chết thế chứ. Một mình mày đối đầu bốn đại tông sư, mày có mấy cái mạng? Đúng thế. Bảo cậu tự vẫn đi thì không chịu. Bây giờ kéo theo biết bao người chôn chung. Đúng là cái đồ tai tinh. La Tân, em biết anh muốn trả thù cho người nhà, nhưng mà bên bọn họ có bốn đại tông sư đấy. Yên tâm, với thực lực của thằng nhóc này, chỉ có bốn đại tông sư thì không hề hấn gì cả. Cảm ơn sư phụ đã tác thành. Ra vẻ quá. Được rồi, đừng nói nhiều với thằng nhãi này nữa, bắt hắn lại rồi tính. Thằng nhãi, chết đi. Sao hắn mạnh thế, chỉ được thế thôi hả? Thằng nhãi, ngươi muốn chết à? Không hay rồi. Vô liêm sỉ. Chết đi. Sao lại thế? Chuyện gì thế này? Một trưởng đánh bại bốn đại tông sư, rốt cuộc anh ta thuộc cảnh giới gì? Thằng nhãi, rốt cuộc ngươi là ai? Các ông là đại tông sư là vì các ông chỉ có thể tu luyện đến đại tông sư, còn tôi là đại tông sư là vì cảnh giới cao nhất trong tu luyện. Là đại tông sư, đúng thế, thực lực của con bây giờ tiến bộ hơn lúc mới xuống núi nhiều. Không hổ là đệ tử do bọn ta dạy dỗ. Nếu không có ba vị sư phụ, e là đời này con không có cơ hội trả thù cho gia tộc. Đừng mà. Tôi đã phế tu vi của bọn họ, Thanh Long. Tôi giao bọn họ cho anh biết phải làm thế nào rồi đấy. Vâng, Long chủ, cách lắm. Phải làm thế nào rồi, cuối cùng cũng ra dáng người làm lớn rồi. Con định xử lý bọn họ thế nào? Long chủ, ngài tha cho tôi đi Long chủ. Tôi biết sai rồi Long chủ, anh tha mạng cho tôi đi. Con rể, hiểu lầm cả thôi. Hiểu lầm thôi, nhà họ Tào. Tịch thu toàn bộ tài sản, đầy ra ngoại vực với nhà họ Liễu. Đừng mà, Long Uyên. Chuyện này giao cho cô. Vâng. Còn nhà họ Tần, tôi nể tình bác Tần. Chỉ hủy bỏ đơn hàng trăm tỷ, chấm dứt mọi hợp tác. Tiêu rồi. Giàu sang phú quý, mất hết rồi. Vợ. Các sư phụ, chúng ta đi thôi. Được. La Tân. Chúng ta. Còn cơ hội không? Cung tiễn Long chủ. Cung tiễn Long chủ. Cung tiễn Long chủ.